Hàn Lập thấy cảnh này, mặt lộ vẻ tươi cười. Trước đây ít năm hắn trốn tránh về Kim Tiên đuổi giết, nhưng cũng không đình chỉ việc dùng lục dịch đổ vào hồ lô, xem ra quả thật có tác dụng. Tiếp tục dùng lục dịch thúc dục, xem chừng không tới trăm năm nữa, hồ lô xanh biếc này sẽ triệt để thành thục. Hàn Lập nhìn hồ lô trong tay, bỗng nhiên há miệng phun ra một cỗ ánh sáng màu xanh, chui vào trong hồ lô. Trên hồ lô xanh biếc nổi lên một tầng lục sắc oánh quang, đồng thời từng miếng phù văn thật nhỏ hiển hiện ra, lưu chuyển liên tục, giống như giọt nước chảy liên tục. Một cỗ chấn động pháp tác tán phát ra chung quanh, bước lui sát khí phụ cận ra ngoài mấy trường. chương 591, kiếm trong hồ lô, Hàn Lập thấy tình hình này, hít nhẹ một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thức lập tức chui vào trong lục sắc huỳnh quang trong hồ lô xanh biếc, đi tới không gian xanh biếc kia. Nơi này không khác nhiều so với trước, khắp nơi tràn ngập từng sợi hào quang xanh biếc, lưu chuyển lượn lờ tạo thành một vòng xoáy lục sắc chuyển động chậm rãi. Chỉ là những hào quang xanh biếc này rõ ràng nồng đậm hơn một ít so với trước, trong đó mơ hồ tản mát ra một cỗ khí thức đặc biệt, hẳn là hiệu quả do lục dịch trường thiên bình thúc dục trước đây. Giữa vòng xoáy lục sắc lơ lửng một ít tiểu kiếm màu xanh, đúng là thanh trúc phong vân kiếm, còn có tòa lầu các không rõ tác dụng lấy được từ trong minh hàn tiên phủ trước kia. Những năm qua được tinh luyện, linh lực trong thanh trúc phong vân kiếm đều nội liếm, thân kiếm tản mát ra linh quang màu xanh nhạt, giống như linh bảo bình thường về phần chuôi thanh trúc phong vân kiếm đầu tiên để vào trong hồ lô linh lực càng nội liếm đến cực hạn mặt ngoài hầu như không thấy hào quang giống một thanh tiểu kiếm phàm tục ở trong đám phi kiếm ngược lại có chút không bắt mắt nhưng tâm thần hàn lập tương liên cùng kiếm này có thể cảm nhận rõ ràng linh lực ẩn giấu trong đó một khi bộc phát sẽ phát ra uy năng cường đại cỡ nào thần thức hàn lập rời khỏi mở hai mắt ra một tay phất lên một thanh phi kiếm từ trong hồ lô xanh biết bay ra thật nhanh rơi vào trong tay hắn hắn giơ tay nắm chặt chuôi phi kiếm, thúc giục một chút, quanh một thanh âm vang lên, một đạo xét đánh trống trời lập tức nổ vang. Chỉ thấy một mảnh điện mang màu vàng sáng chói bỗng nhiên nổ bể ra, vô số tia điện hết sức nhỏ từ trên phi kiếm bắn ra, trong nháy mắt bao phủ phiến hư không chung quanh vào. Những tia điện này cực kỳ chói mắt, sát khí quấn quanh phụ cận lập tức điên cuồng chuyển động tản ra bốn phía. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Qua sự tinh luyện của Hồ Lô Huyền Thiên này, uy năng của những chuôi thanh trúc phong vân kiếm quả nhiên tăng lên nhiều. Hắn tiếp tục bấm pháp quyết, lại có 8 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ trong hồ lô xanh biếc bay ra, chuôi kiếm trong tay hắn cũng theo tâm niệm rời tay bay lên. 9 chuôi tiểu kiếm màu xanh bay múa xoay quanh không trung, mặt ngoài từng chuôi hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to, mỗi một lần hồ quang điện chấp động đều phát ra tiếng sấm nổ vang, uy thế làm cho người sợ hãi vô cùng. 9 thanh phi kiếm đi qua nơi nào, hư không nơi đó rung động lắc lư kịch liệt, nổi lên từng vòng rung động mắt thường có thể thấy được. Từ lúc Hàn Lập tiến giai Kim Tiên hậu kỳ về sau, tiên nguyên lực trong cơ thể tăng lên, số lượng thanh trúc phong vân kiếm điều khiển cũng gia tăng theo, bây giờ hắn đã có thể điều khiển cùng lúc chín chuôi rồi. Điều này làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Hai tay Hàn Lập chấp động thanh mang, thao túng chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm bay múa giữa không trung trước người một lát, sau đó thu vào trong hồ lô. Về phần tiên khí tòa lầu các mê người kia, linh lực ẩn chứa cũng nội liếm đi một tí, nhưng có thể do là vật phẩm phòng ngự hoặc do phẩm chất tài liệu chế tạo, biến hóa không lớn bằng thanh trúc phong vân kiếm. Hàn Lập Thu lại pháp quyết, đứng dậy, nhìn hồ lô xanh biết một cái, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Sau một khắc, tay hắn giơ lên, bỗng nhiên ném hồ lô lên, sau đó hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, từng đạo pháp quyết chui vào trong hồ lô, không ngừng thẩm thấu vào bên trong. Mặt ngoài hồ lô xanh biết lập tức đại thịnh hào quang, những phù văn xanh biết kia ra tóc xoay tròn, làm cho người hoa cả mắt. Đi trong miệng hắn quát nhẹ một tiếng, chỗ mi tâm đại phóng tinh quang, một cỗ tinh quang vừa thô vừa to bắn ra, lóe lên chui vào trong hồ lô xanh biết biến mất. Theo tu vi tăng lên cùng tầng thứ tư luyện thần thuật đại thành, bây giờ lực lượng thần thức của hắn tăng lên không ít so với trước kia, liền thử tế luyện bảo vật này một lần nữa, xem có tiến triển hay không. Dù sao hồ lô này chính là một kiện huyền thiên chi bảo hiếm có, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một thần thông là tinh thuần linh lực. Đang cân nhắc, hai tay mười ngón hàn lập biến hóa như bánh xe, Tiên linh lực minh mông trong cơ thể theo từng đạo pháp quyết đẹp mắt nhanh chóng thẩm thấu vào trong hồ lô xanh biếc. Đồng thời, thần thức của hắn đột nhiên mở rộng ra, lan tràn vào chỗ sâu không gian bên trong hồ lô xanh biếc. Không bao lâu, đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, hắn phát hiện lần này tế luyện hồ lô không cải biến chút nào so với lúc trước, trong quá trình thẩm thấu, rất nhanh liền gặp một cỗ lực cản dày đặc liền ngừng lại, không cách nào tiến lên mảy may. Ngoài ra, lúc thần thức của hắn dò xét đến chỗ sâu trong vòng xoáy lục sắc, Tuy rằng gặp một cỗ lực cản giống như trước, nhưng lực cản lần này nhỏ hơn không ít so với trước kia. Nét mặt Hàn Lập lộ ra một tia phấn khởi, vội vàng vận chuyển luyện thần thuật, lực lượng thần thức khổng lồ lan tràn dũng mãnh vào chỗ sâu trong hồ lô xanh biếc. Tuy vô cùng chậm chạp, nhưng thần thức của hắn đang không ngừng đẩy mạnh về phía trước. Cứ tiến lên một phần thì cần tiêu hao số lượng lớn lực lượng thần thức, nhưng hắn vẫn quyết định dò xét đến tận cùng. Trong lúc đó, trên hồ lô xanh biếc chợt hiện lục quang từng cỗ lực lượng pháp tác mãnh liệt từ trong tán phát ra, khiến cho sát khí phụ cận cuồn cuộn lên lần nữa. Hàn lập không để ý đến tình huống trên hồ lô xanh biếc, tất cả tinh thần đều tập trung vào lực lượng thần thức, toàn lực đẩy mạnh về vòng xoáy lục sắc phía trước. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt qua trọn vẹn một canh giờ. Ngay lúc lực lượng thần thức hải khổng lồ tiêu hao hơn phân nửa, một thanh âm nghiền nát yếu ớt nhưng thanh thúy từ trong hồ lô xanh biếc truyền ra, tựa hồ phá vỡ bình cảnh gì đó. Thần thức Hàn Lập khó khăn lắm mới tiến lên chợt buông lỏng, chỉ cảm thấy xung quanh lóe lên thanh mang, tiến nhập vào một không gian xanh biếc khác. Cùng lúc đó, trở ngại phía trước tiên linh lực chợt biến mất, tiên linh lực thông suốt bắt đầu thẩm thấu vào chỗ sâu trong hồ lô. Loại cảm giác này, từ đáy lòng Hàn Lập sinh ra một cảm giác nhẹ nhàng vui sướng vô cùng. Trên hồ hồ xanh biếc nguyên bản hiện ra lục quang, bây giờ chợt trở lại bình thường, so với lúc trước càng thêm sáng ngời. Những phù văn xanh biếc trên hồ lô cũng đột nhiên sáng lên gấp bội hơn nữa càng thêm dày đặc hàn lập không dám khinh thường cẩn thận từng ly từng tí thao túng tiên linh lực thẩm thấu vào chỗ sâu trong hồ lô đại bộ phận tâm thần đều tập trung vào thần thức nơi đây thần thức của hắn bây giờ tiến vào không gian xanh biếc thoạt nhìn tương tự với không gian lúc trước chỉ là không gian nơi này càng lớn hơn so với trước kia bất quá nơi đây lại vắng vẻ vô cùng không có một tia hào quang lục sắc nào chỉ có một quang đoàn xanh biếc trôi nổi tại đây quang đoàn này lẳng lặng trôi nổi tại đây tản mát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhạt, thỉnh thoảng chớp nhẹ lên một cái, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Hàn lập nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng nổi lên vẻ hiếu kỳ mãnh liệt, lập tức vận chuyển thần thức dò xét trong không gian xanh biếc này. hắn rất nhanh dò xét nơi đây một lần, nhưng mà ngoại trừ quang cầu lục sắc, bên trong cũng không có gì đặc biệt. Ánh mắt Hàn lập lần nữa tập trung trên quang cầu lục sắc, suy nghĩ một chút liền thúc giục thần thức lan tràn ra. Nhưng thần thức của hắn vừa mới đụng phải quang cầu lục sắc quang cầu liền phát ra âm thanh phần phật, lập tức đại phóng lục quang, mặt ngoài dâng lên lục quang giống như hỏa diễm. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình trùng trùng điệp điệp từ trong bộc phát ra, chấn khai thần thức của hắn ra. Hàn lập liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, vội vàng thúc giục luyện thần thuật lấy lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, hắn liền gia tăng lực lượng thần thức, lần nữa thúc giục thần thức hướng vào bên trong không gian quang cầu lục sắc tìm kiếm, nhưng vẫn giống như trước chỉ hơi đụng vào liền bị đơn giản chấn khai đã có vết xe đổ và đã chuẩn bị tâm lý lúc này hắn cũng không kinh ngạc nhưng trong lòng lại cả kinh trong thời gian kế tiếp hàn lập vẫn chưa từ bỏ ý định không ngừng thúc giục lực lượng thần thức thậm chí thi triển ra thần niệm chi liên niệm kiếm bí quyết thần thông thần niệm lồng giam ý đồ tới gần quang cầu lục sắc nhưng không ngoại lệ đều bị chấn bay hàn lập không biết làm thế nào đành phải chậm rãi thu hồi lực lượng thần thức mà bên kia tiên linh lực của hắn tiếp tục thẩm thấu vào trong hồ lô xanh biếc một khoảng, rất nhanh lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Hàn lập nhìn hồ lô xanh biếc trước mặt, khẽ mỉm cười. Tuy rằng hắn vẫn không thể dò xét rõ ràng sự huyền diệu của hồ lô này, nhưng bây giờ hắn đã khống chế được hồ lô này tự nhiên hơn nhiều, không giống như trước kia chỉ miến cưỡng thúc dục. Nghĩ đến đây, hắn thả thần thức chui vào trong không gian xanh biếc thứ nhất trước đây, tâm niệm vừa động. O, O, N, G vòng xoáy xanh biếc kia lập tức ra tốc chuyển động, một đạo hào quang xanh biếc sáng người bắn ra, quét trúng một vách núi phụ cận. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, trên vách núi đá đột ngột xuất hiện một vết lõng sâu, ngay chỗ hòn đá bị hào quang quét trúng bỗng tiêu thất vô tung, bị nhiếp vào trong hồ lô. Hàn Lập thấy cảnh này, gật đầu nhẹ, thạch bích nơi này tiếp xúc với sát khí nồng đậm nhiều năm, sớm đã trở nên cứng rắn vô cùng, lại bị hào quang lục sắc đơn giản xé rách, đủ thấy uy lực của nó không tầm thường thuốc dục vòng xoáy lục sắc trong hồ lô ra tốc xoay tròn vậy mà khiến cho năng lực thu nhiếp vật phẩm của hào quang lục sắc được tăng cường lên nhiều những hòn đá bị thu vào trong hồ lô xuất hiện ở giữa vòng xoáy xanh biếc bị hào quang lục sắc xung quanh cuốn lấy lập tức giống như bùn nhão dung hợp lại với nhau hình thành một thạch cầu màu đen hàn lập thúc dục vòng xoáy xoay tròn dần dần gia tăng tốc độ vận tốc vòng xoáy quay càng lúc càng nhanh hồ lô phun ra hào quang lục sắc càng thêm nồng đậm một đạo hào quang lục sắc nồng đậm đảo qua các nơi dưới đáy vực sâu, những nơi đi qua hết thảy đều bị đơn giản xé rách, thu vào trong hồ lô. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, ngừng thúc dục hồ lô xanh biếc, sắc mặt trắng bệch một hồi. Thúc dục Huyền Thiên chi bảo này tiêu hao tiên linh lực thật lớn, chỉ thúc dục một khắc này mà tiên linh lực khổng lồ trong cơ thể hắn lại tiêu hao hơn phân nửa. Hắn lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhắm mắt điều tức, thật lâu sau sắc mặt mới chậm rãi khôi phục. Hàn Lập vừa khôi phục lại không thể chờ đợi lập tức thần thức tiến vào không gian đầu tiên trong hồ lô xanh biếc vòng xoáy lục sắc bây giờ đã khôi phục bình tĩnh chậm rãi xoay tròn khác với lúc trước không cách nào điều khiển hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn khống chế chuyển động vòng xoáy xanh biếc này tốc độ tùy tâm hàn lập nhìn vòng xoáy xoay tròn này trong lòng không biết nghĩ cái gì chợt nổi lên một ý niệm trong đầu tâm niệm thúc giục vòng xoáy lục sắc chuyển động chậm rãi chợt ngừng lại sau đó lại xoay tròn bất quá lại xoay nghịch vơi hướng cũ Chương 592, mãnh liệt tới. Theo vòng xoáy lục sắc xoay tròn theo chiều nghịch, nguyên bản nó có màu xanh biếc đột nhiên biến thành xanh đen, và lại vòng xoáy vốn thu nhiếp vật cũng theo đó biến thành một cỗ lực lượng cường đại phụt ra, bọc lại viên thạch cầu màu đen kia ở trung tâm vòng xoáy. Mặt ngoài thạch cầu màu đen hiện ra lục quang mãnh liệt, sau đó vèo một tiếng biến mất vô tung. Sau một khắc, một đạo lục quang mơ hồ từ trong hồ lô xanh biếc bắn ra, đánh vào trên vách núi đá. Ầm 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 vách núi và cả mặt đất đều chấn động mãnh liệt giống như động đất, nhưng sau một khắc liền khôi phục bình tĩnh. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trên vách núi đá nhiều ra một lỗ thủng hình tròn lớn cỡ cối xay, chỗ rỉa bóng loáng vô cùng, bên trong lại đen âm u sâu không thấy đáy. Hắn dùng thần thức nhìn vào bên trong, trên mặt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Lỗ thủng màu đen này xuyên thẳng tắp vào trong lòng đất, vậy mà sâu đến mấy trăm dặm. Hàn Lập nhìn hồ lô xanh biếc trong tay, vừa mừng vừa sợ. Hồ lô xanh biếc này vẫn còn loại năng lực nhả vật đáng sợ như vậy, một đoàn thạch cầu bình thường lại có thể phát huy ra lực phá hoại đáng sợ đến như vậy. Nếu vật bắn ra không phải là viên thạch cầu bình thường mà là một thanh phi kiếm cấp linh bảo, thậm chí tiên khí thì lực công kích sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Lập kích động một hồi, thông qua đan dược cùng tiên nguyên thạch khôi phục nguyên khí, sau đó thần thức lại chui vào trong hồ lô xanh biếc. Thời điểm thạch cầu kia phun ra, thì lực lượng thần thức của hắn cũng phun ra theo. Bên trong không gian xanh biếc, bây giờ vòng xoáy lục sắc đã khôi phục tình huống ban đầu, tốc độ đang chuyển động chậm rãi. Ở giữa vòng xoáy vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng một bộ thanh trúc phong vân kiếm cùng tòa lầu các mê người kia. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, thúc giục những phi kiếm khác cùng tòa lầu các đi qua bên cạnh, chỉ còn lưu lại một chuôi thanh trúc phong vân kiếm ở trung tâm vòng xoáy. Hàn Lập tiếp tục thúc giục pháp quyết, vòng xoáy xanh biếc lần nữa xoay tròn nghịch lại, biến thành màu xanh đen. Lực lượng phục ra lần nữa hiển hiện, hiện bao phủ chuôi thanh trúc phong vân kiếm lại. Thanh trúc phong vân kiếm lập tức bị một đoàn lục quang trói mắt bao trùm, rung rung kịch liệt, lập tức muốn phụt ra. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, không có dẫn động cỗ lực lượng phụt ra, ngược lại gắt gao ngăn chặn lại, đồng thời trên thân đại thịnh quang mang màu xanh. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt hắn bắt đầu trắng bệch, hơn nữa thân thể bắt đầu run lên, hiển nhiên đã vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể tới cực hạn. Theo tốc độ vòng xoáy xoay nghịch không ngừng nhanh hơn, lực lượng phụt ra cũng càng lúc càng lớn, trong không gian lục sắc kích động không thôi, phát ra thanh âm nổ đi đùng, giống như một tòa núi lửa sắp bộc phát. Hàn Lập thấy cảnh này, thầm nói suy đoán của mình quả nhiên không sai. Tốc độ vòng xoáy xoay nghịch không ngừng nhanh hơn, nhưng đến trình độ nhất định, rốt cuộc Hàn Lập cũng không thể trèo trống. Đi, Hàn Lập không kiên trì nữa, trong mắt lóe lên quang mang sắc nhọn, dẫn động lực lượng phụt ra. Hồ lô xanh biếc hơi chấn động, hư không phía trước cũng có làn sóng hơi nhúc nhích. Trong mắt Hàn Lập chớp động ánh sáng màu lam, toàn lực thúc dục thanh minh linh mục mới miễn cưỡng thấy một đạo kiếm ảnh lục sắc mơ hồ chỉ thấy đạo kiếm ảnh lục sắc kia nhoáng một cái rồi biến mất trong nháy mắt chui vào bên trong thạch bích phía trước biến mất không thấy gì nữa hầu như đồng thời một chỗ mặt đất cách đó mấy ngàn dặm trượt xùy một tiếng vang nhỏ bay ra một đạo bóng xanh mơ hồ lục sắc kiếm ảnh xuyên thủng mấy ngàn dặm mặt đất tốc độ giảm xuống không ít nhưng vẫn nhanh như thiểm điện bay thẳng lên không trung lóe lên biến mất ở cuối chân trời chỗ bóng xanh xẹt qua hư không hiện ra một vết nứt không gian rất nhỏ dưới đáy vực sâu thần tình hàn lập thoạt nhìn có chút sững sờ một hồi lâu hắn mới thở nhẹ một hơi tuy rằng sắc mặt đã trắng bệch nhưng trong mắt cũng lộ ra tia sợ hãi lẫn vui mừng lấy lực lượng nhà vật của hồ lô xanh biết thúc giục thanh trúc phong vân kiếm uy lực lại to lớn như thế trong nháy mắt liền xuyên thủng mấy ngàn dặm mặt đất hơn nữa còn có thể phá toái hư không hiện tại hắn có một ít công kích cường đại tuy rằng có thể dung chuyển hư không nhưng chưa bao giờ phá vỡ được hồ lô xanh biếc này lại có trình độ như vậy, quả thực để cho hắn khiếp sợ. Hơn nữa đạo kiếm ảnh vừa rồi cực nhanh, điện quang hỏa thạch cũng không đủ để hình dung, hơn xa bất luận công kích nào của Hàn Lập hiện tại. Hắn nghĩ nếu khoảng cách càng gần, chỉ sợ tu sĩ thái ất cảnh cũng tuyệt khó tránh thoát. Hàn Lập nghĩ tới đây, lấy ra tiên nguyên thạch nhanh chóng khôi phục, tay kia vung lên, lăng không đánh ra một đạo pháp quyết. Sau một lát, một đạo thanh sắc kiếm ảnh từ trên vực sâu bay vụt xuống, rơi vào trong tay hắn, đúng là chuôi thanh trúc phong vân kiếm khi nãy. Hàn lập cầm kiếm lên xem, cẩn thận kiểm tra một chút, thấy kiếm này không bị hao tổn gì, lúc này mới phất tay thu vào trong hồ lô. Hơn 10 ngày sau, một ngày này, một đoàn kim quang từ đằng xa bắn tới như điện, nhanh chóng vô cùng xuất hiện ở gần vực sâu. Kim quang lóe lên, một kim sắc giáp trùng cực lớn hiển hiện ra, hai mắt chấp động hung quang. Đúng là phệ kim tiên thái ất cảnh, một cỗ khí tức khổng lồ từ trên thân nó bộc phát ra, yêu thú trong phạm vi mấy vạn dặm cảm nhận được cỗ khí thức này, nhao nhao từ trong xào huyệt bay ra, bỏ chạy ra xa. Gốc thuộc yêu thái ất cảnh ở gần vực sâu cũng tỉnh lại và lộ vẻ sợ hãi, để phòng nhìn kim sắc giáp trùng trên không trung. Không muốn chết thì cút ngay ra xa một chút, phệ kim tiên liếc nhìn thụ yêu, sau đó rời ánh mắt nhìn về phía vực sâu. Trong mắt thụ yêu thái ất lóe lên vẻ giận dữ, nhưng không có ra tay, bên ngoài thân chấp động lục quang một hồi, sau đó từng đám rễ cây khổng lồ rút ra từ bùn đất, rồi chạy ra xa như bay. Phệ Kim Tiên không để ý đến thụ yêu, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm về phía vực sâu. Từng cỗ sát khí vô cùng nồng đậm từ trong đó tán phát ra, mặc dù là nó cũng có chút kiên kỵ, hơn nữa thần thức tiến vào trong đó không xa liền bị sát khí nồng đậm chặn lại, vậy mà không cách nào dò xét được tình huống bên trong. Hai con người phệ kim tiên lập lòe kim quang, thân thể cực lớn đột nhiên hóa thành một đoàn kim quang bay xuống phía dưới. Bất quá ngay lúc nó vừa mới bay vào vực sâu, phụ cận vực sâu bỗng nhiên vang lên từng tiếng nổ mạnh ù ù, từng cột sáng màu đen vừa thô vừa to hiển hiện ra phóng lên trời. Mỗi một cột sáng đều tản mát ra chấn động linh lực làm cho người ta sợ hãi, đúng là kiền thiên phục lăng pháp trận. Những cột sáng màu đen này cộng hưởng với nhau, trong nháy mắt bay ra vô số phù văn màu đen, lượn lờ xoay quanh không thôi. Trong lúc đó, phù văn màu đen cũng nhao nhao bạo liệt ra. Từng quang đoàn đen kịt hiển hiện ra, kết nối những cột sáng màu đen lại với nhau, tạo thành một mảnh biển ánh sáng màu đen cực lớn, bao trọn cả vực sâu lại, phệ kim tiên kia cũng bị bao phủ vào bên trong. Vào lúc này, thân ảnh một gã trung niên áo vàng lóe lên xuất hiện bên cạnh biển ánh sáng màu đen, trong miệng gã lẩm bẩm, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Đúng là giải đạo nhân, biển ánh sáng màu đen lập tức cuồn cuộn lên, vô số quang mang màu đen hiển hiện ra, giống như một mảnh xúc tu hẹp dài cực lớn, từ bốn phương tám hướng bay vụt tới, quấn quanh thân phệ kim tiên. Trên mỗi xúc tu màu đen chấp động từng điểm phù văn màu đen, tản mát ra một cỗ lực lượng giam cầm cường đại. Chút tài mọn, phệ kim tiên hừ lạnh một tiếng, hai chân trước vung lên. Thân thể cực lớn của nó bỗng nhiên đại phóng kim quang, từng đạo kim quang lợi hại vô cùng bay ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt xé rách quang mang màu đen hơn phân nửa. Đồng thời thân thể phệ kim tiên giấy rộ uốn éo, liền bứt đứt quang mang màu đen còn dư lại. Hai chân trước của nó đại phóng kim quang, mãnh liệt vung lên phía bên trái ầm 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 hai đạo quang nhận màu vàng cự đại rời chân bắn ra chém vào trên biển ánh sáng màu đen nương theo đó liên tiếp thanh âm vỡ vụn đùng đùng không dứt từ chỗ sâu biển ánh sáng màu đen truyền đến biển ánh sáng cuồn cuộn kịch liệt nhanh chóng ảm đạm xuống tựa hồ muốn tan vỡ vào thời khắc này một tiếng rít gào sắc nhọn từ chỗ sâu biển ánh sáng truyền đến lập tức hai tiếng nổ mạnh trầm buồn truyền đến hai luồng kim quang bạo liệt mơ hồ phóng đến lập tức ảm đạm xuống sắc mặt vệ kim tiên khẽ biến nó vừa mới phát ra công kích tựa hồ bị cứng rắn chặn lại. Biển ánh sáng màu đen cuồn cuộn ổn định lại, hơn nữa nhanh chóng khôi phục sáng ngời. Siêu siêu siêu, hơn 10 đầu cửa mãng màu đen vừa thô vừa to bỗng nhiên từ chỗ sâu trong biển ánh sáng bắn ra như điện, mỗi một đầu đều lớn mấy trăm trượng, mở ra miệng lớn dính máu, bay nhào đến phệ kim tiên. Ánh mắt phệ kim tiên lạnh lẽo, một cái chân trước lóe lên kim quang vung lên phía trước. Lập tức vạn đạo kim quang từ trên thân nó bộc phát ra, so với vừa rồi sáng hơn gấp mấy lần, cuồn cuộn ngưng tụ hóa thành trăm ngàn hư ảnh kim sắc giáp trùng, phân biệt nghênh đón những cự mãng màu đen kia. Ầm 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 một hồi tiếng nổ mạnh liên miên, kim quang và bóng đen đan vào nhau bạo liệt ra, hơn 10 đầu hắc mãng vừa đối mặt liền bị những kim sắc giáp trùng xé rách, hóa thành từng đoàn hắc quang bạo liệt phiêu tán ra. Phệ Kim Tiên lần nữa vung chân trước lên, những kim sắc giáp trùng này sáng lên lần nữa, nhao nhao bay tụ tập lại, biến thành một thanh kiếm ảnh cực lớn màu vàng, chạm về phía biển ánh sáng màu đen chung quanh. Một cỗ uy áp vô cùng khổng lồ từ trên kiếm ảnh màu vàng bộc phát ra, dẫn tới phụ cận biển ánh sáng màu đen chấn động kịch liệt. Nhưng vào lúc này, vô số phù văn màu đen bỗng nhiên từ chỗ sâu trong biển ánh sáng màu đen tuôn ra, tản mát ra từng đợt chấn động pháp tắc cường đại. Những cự mãng màu đen kia vỡ vụn hình thành hắc quang chợt hội tụ lại một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một vòng tròn màu đen thật lớn. Hắc quang lóe lên, vòng tròn màu đen này từ hư không xuất hiện đeo trên kiếm ảnh màu vàng kia kiếm ảnh màu vàng lập tức ngừng lại một lát, dừng lại giữa không chung, vậy mà không rơi xuống. Phệ kim tiên thấy cảnh này, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tựa hồ đã thật sự nổi giận. Hai cái chân trước của nó vung lên không chung, kim quang như thực chất từ trong cơ thể tuôn ra, trong đó xen lẫn tầng tầng phù văn màu vàng, quay tít một vòng giữa không chung, ngưng tụ thành một viên quang cầu màu vàng to mấy trăm trượng. Kim quang không thể nhìn thẳng từ trên quang cầu màu vàng bộc phát ra, giống như một vòng mặt trời màu vàng biển ánh sáng màu đen trong vòng mấy trăm trượng phụ cận trong nháy mắt bị bức lui, hình thành một mảnh khu vực chân không. Hai chân trước về kim tiên vung lên mãnh liệt, quang cầu màu vàng như kiêu dương lập tức bắn ra, hung hăng oanh kích lên biển ánh sáng màu đen. Quang cầu màu vàng bỗng nhiên nổ, ầm 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 một tiếng kinh thiên động địa. Một cỗ sóng lớn màu vàng giống như vòi rồng quét ra chung quanh, chấn vỡ biển ánh sáng màu đen phụ cận dễ như trở bàn tay, sau đó không ngừng chút nào, thanh thế càng thêm hung mãnh tiếp tục cuốn ra bốn phương tám hướng, những nơi đi qua hết thảy đều vỡ ra. Biển ánh sáng màu đen điên cuồng run rẩy, lập tức phát ra tiếng nổ mạnh liên tiếp, triệt để bạo liệt ra, hóa thành vô số quang điểm màu đen phiêu tán vô tung. Cảnh sắc trước mặt vệ kim tiên lóe lên, lối vào vực sâu xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, một bóng người màu vàng như gặp phải trọng kích, lảo đảo bay ngược ra phía sau, đúng là giải đạo nhân. Sắc mặt gã trắng bệch, quần áo trên người vỡ vụn, ngực và bụng bị xé rách hai lỗ hồng lớn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Giải đạo nhân bay ngược ra sau ước chừng hơn nghìn trượng, trên thân đột nhiên đại phóng lôi quang màu vàng, lại mượn cỗ man lực phản chấn này, thân hình biến thành một đạo kim quang, không quay đầu lại phi độn về hướng xa. Chương 593, dụ địch xâm nhập, mắt thấy giải đạo nhân chạy ra xa, Phệ Kim Tiên Thái ất cảnh cũng không đuổi theo, thân ảnh cực lớn của nó lơ lửng phía trên vực sâu, nhìn xuống phía dưới không ngừng bốc lên sát khí cuồn cuộn, trong mắt hiện lên một tia do dự. 20 năm một trận xuân thu đại mộng, chỉ làm được như thế sao? hạc hạc, hạc hạc, đúng lúc này, dưới đáy vực sâu bỗng nhiên có một thanh âm vang dội như chuông, cuồn cuộn lên. Hàn lập nói lời ấy tinh chuẩn vô cùng, như lấy đất trọi chúng chỗ đau của vệ kim tiên, làm trong hai mắt nó bốc lên lửa giận, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích. Muốn ăn bổn tiên nữ, chỉ sợ ngươi không đủ năng lực, có gan thì tới thử xem, bổn tiên nữ ở đây chờ ngươi. Ngay sau đó, thanh âm kim đồng như đổ thêm dầu vào lửa từ chỗ sâu trong đáy cốc truyền ra. Phệ kim tiên nghe xong lời ấy, Quả nhiên triệt để bốc lên lửa giận, quanh thân không ngừng chớp động kim quang, ngay rìa xuất hiện đường vân hình răng cưa, thoạt nhìn giống như kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ thấy quanh thân nó có một tầng hoa văn kim sắc di động, hình thể rất nhanh thu nhỏ lại chưa đến trăm trượng, mà theo thân hình nó thu nhỏ lại, lửa vàng bao phủ bên ngoài cơ thể liền trở nên càng thêm ngưng thực, thoạt nhìn tựa như thân được quấn lên một tấm áo hỏa diễm. Ngay sau đó, Phệ Kim Tiên Thái ất liền lao xuống, trực tiếp chui vào bên trong sát khí dày đặc dưới vực sâu giáp trùng được tầng áo hỏa diễm che chở sát khí vực sâu cũng nhao nhao tránh lui ra bị ngăn cách bên ngoài mấy trượng mặc dù như thế trong mắt vệ kim tiên thái ất cảnh vẫn như cũ tràn đầy vẻ chán ghét rõ ràng thập phần không thích sát khí vực sâu này nó một đường đi xuống tốc độ so với hàn lập lúc trước không ngừng đột phá cực hạn thăm dò từng đoạn rõ ràng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần cũng không lâu lắm nó liền thấy hàn lập cùng kim đồng đang đứng ở đáy vực sâu ánh mắt vệ kim tiên chấp lên trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc nam tử nhân tộc này cùng tiểu gia hỏa đồng loại kia, rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi 20 năm đồng thời tăng lên tu vi không ít, cái này thật sự có chút không hợp với lẽ thường. Không biết vì cái gì, lấy tu vi thái ất hậu kỳ của nó, vậy mà trong lòng cũng sinh ra một tia cảnh giác, không có tùy tiện tiếp tục lướt xuống, mà lơ lửng ở phía trên, hai mắt chuyển động đánh giá đáy cốc. Nhìn qua phía dưới, nó liền phát hiện tại đáy cốc có sát khí dày đặc, có một ít đồ vật được tận lực che giấu, bên trong đang có chấn động linh lực nhẹ nhẹ không dễ phát hiện truyền ra, tựa hồ bố trí một tòa pháp trận. Trong mắt vệ kim tiên hiện lên một vòng mỉa mai vui vẻ, bỗng nhiên há miệng phun mãnh liệt một cái, một đạo vòi rồng màu vàng lập tức từ trong miệng phun ra, cuồng quét chỗ sâu trong đáy cốc. Những nơi vòi rồng đi qua, sát khí cùng cát đá bị đạo đạo tinh quang cuồng phong thật nhỏ kẹp lấy quấy nhiễu, tản ra hai bên vách núi, trên mặt đất lập tức lộ ra từng bệ đá hình tròn cùng những lá cờ đen hình tam giác. Những bệ đá và cờ đen này dưới vòi rồng thổi cuốn, ngã trái ngã phải, nhao nhao thoát ly vị trí trận tuyến ban đầu, rơi về phía sau thạch bích, một tòa đại trận lập tức mất đi tác dụng. Cái này là do các người bố trí, miệng vệ kim tiên phun tiếng người, hỏi, dưới vực sâu, hàn lập cùng kim đồng đều thận trọng, giữ im lặng. Thấy không có người trả lời, vệ kim tiên bỗng nhiên có chút tự diễu bản thân, rõ ràng lại đi lo lắng một tiểu quỷ chỉ vừa mới bước vào thái ất sơ kỳ cùng bất quá một gã nhân tộc kim tiên đỉnh phong, có thể làm ra thủ đoạn gì để mình phải kiêng kỵ chứ? Tiểu gia hỏa, ta và ngươi vốn là nhất thể, chờ ngươi dung nhập vào trong cơ thể ta, lúc đó sẽ thấy nhiều năm truy đuổi trốn tránh nhau như vậy, kỳ thật không có chút ý nghĩa. Ngươi đi theo hắn như vậy, còn không bằng hiện tại thúc thủ chịu trói đi. Phệ kim tiên thái ất mở miệng nói ra, hừ, theo như ngươi nói, vậy tại sao ngươi không ngoan ngoãn để ta ăn tươi, dung nhập vào trong cơ thể ta? Cái này cũng không giống là dung hợp nhất thể. Kim đồng gắt giọng một cái, hỏi ngược lại ta và ngươi mặc dù là một thể tâm trí cảnh giới đã có phân chia cảnh giới ta cao hơn ngươi không chỉ một bậc thôn vệ ngươi tự nhiên dễ như trở bàn tay còn nếu ngươi muốn thôn vệ ta tự nhiên không dễ dàng như vậy huống hồ lấy tâm trí hài đồng của ngươi kết cục sớm muộn gì cũng bị kẻ khác thôn vệ hiện tại sao không dung hợp cùng ta có lẽ ta sẽ giữ lại cho ngươi một ít trí nhớ nói thật thấy ngươi bước vào thái ất sơ kỳ từ đáy lòng ta cũng có vài phần cao hứng đấy bây giờ phệ kim tiên thái ất cảnh ngược lại không có vội vàng sao động và tức giận như lúc trước chậm rãi nói ra hàn lập một mực không nói gì thời điểm nghe đến đó mới mở miệng nói ra đúng ra mà nói kim đồng được bộ dáng như bây giờ người muốn thôn phệ nàng vẫn nên hỏi chủ nhân này là ta mới được chỉ là một nhân tộc kim tiên cảnh cũng dám nói sằng bậy chủ nhân của ta người thật đáng chết phệ kim tiên thái ất nghe vậy đột nhiên giận dữ hai chân trước nó giao thoa với nhau bỗng nhiên vung lên hai đạo tinh quang hình trang lưỡi liềm lập tức bay vụt tới hàn lập nhanh như tên bắn tinh quang này không khác gì so với lúc kim đồng phóng ra nhưng tốc độ nhanh gấp mấy lần hầu như chấp động một cái đã đến trước người hàn lập hàn lập cảm thấy khí thức cứng lại một cỗ lực lượng vô hình đập vào mặt nhưng may mà hắn đã sớm chuẩn bị kim quang vòng quanh trên mặt mãnh liệt chân môn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển thân hình mơ hồ một cái liền mang theo kim đồng thoáng hiện một bên cùng lúc đó cổ tay hắn chuyển một cái hai đạo quang mang một đen một trắng đồng thời bắn ra, đánh tới phệ kim tiên. Vật màu trắng kia phệ kim tiên có chút ấn tượng, chính là cái trận giấy bạch ngọc trước kia hàn lập sử dụng qua một lần, lần trước bị nó đánh lui, bị tàn phá không chịu nổi, không nghĩ tới lần này vậy mà lại được tế xuất ra nữa. Nương theo đó là một hồi tiếng gió gào thét vang lên, cái trận giấy khắc đầu man sư đột nhiên phóng đại, hóa thành một đạo vết rách trải rộng ra thành lạc đà bướu trắng như tuyết, ép xuống đầu phệ kim tiên. Vật màu đen kia lại là một khối nghiên mực dài mảnh, bay thẳng đến dưới chân vệ kim tiên, vừa rơi xuống đất liền nảy lên một cái hóa thành một mảnh biển lửa đen kịt, đốt vệ kim tiên hừng hực. Hai kiện bảo vật này đều lấy được từ phong thiên đô, vốn đều là tiên khí có uy lực không tầm thường, nhưng lúc này đối mặt vệ kim tiên lại lộ ra lực lượng không đủ. Trong miệng vệ kim tiên khẽ chê cười một tiếng, một chân trước đưa lên phía trên vẽ dọc xuống một cái, một đạo tinh quang lập tức bắn ra, đánh tới lạc đà bướu trắng như tuyết. ầm một tiếng vang thật lớn, lạc đà bướu trắng như tuyết đứt gãy từ giữa ra, hào quang tản ra, hóa thành hai khối trận giấy tản phế, rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, vệ kim tiên lại há rộng miệng khẽ hấp mãnh liệt, biển lửa đầy mặt đất lập tức ngưng tụ thành một cỗ sóng lửa hình đinh ốc, như trường kinh hấp thủy bị nó hút vào trong bụng không dư thừa chút nào. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, lúc trước bị hỏa diễm màu đen che đẩy cả vùng đất, từng đám thạch trụ bạch ngọc minh khác các loại phù văn đột ngột nhau nhau từ dưới đất mọc lên, tụ tập thành một tòa thạch trận màu trắng cự đại, lóe ra hào quang sáng như tuyết, chống đỡ lại phệ kim tiên bên kia. Cùng lúc đó, hai bên vách núi đá đồng thời sáng lên tia sáng trắng chói mắt, bốn đạo phù văn to trăm trượng khác trên đá đồng thời từ trong bức tường chui ra, hóa thành bốn phù văn quang ảnh cực lớn, chụp xuống đầu phệ kim tiên. Bốn đạo phù văn này không phải vật của hắn, theo thứ tự là thanh long khốn mộc phù, bạch hổ thước kim phù, chu minh cử hỏa phù cùng chân vũ cự thủy phù ở bên trong tứ tượng phù trận chính là ban đầu hàn lập lấy được trong hòm nặng bát bảo dùng bốn phù lục này làm căn cơ, chút xuống đại lượng tiên linh lực tuyên khắc trên thạch bích đấy. Theo đó từng tiếng hổ gầm long ngâm vang lên, một dao long màu xanh đáp xuống, một đầu cửa hổ màu trắng lao thẳng xuống, một con chim xích diễm khổng lồ bay nhào đến, một đầu huyền vũ ra dày như giáp sông tới, lấy xu thế khốn thủ bốn phương áp thẳng tới phệ kim tiên. Con sâu cái kiến ti tiện, chút tài mọn, phệ kim tiên nổi giận quát lên một tiếng, bốn phía bên ngoài thân nó nổi lên tinh quang, vô số quang nhận óng ánh tiêm mỏng như đao bắn ra dày đặc, hầu như trong nháy mắt liền đánh cho đại trận thành trăm ngàn lỗ thủng như cái sàng. Mà bốn đầu dị thú hạ xuống, căn bản ngăn cản không nổi quang nhận này, hai ba lần bị đánh chúng làm linh khí mỏng manh, hóa thành bốn sợi khói mù tiêu tán ra. Nhưng mà không chờ nó kịp nghỉ ngơi một lát, một đạo âm ảnh cự đại lăng không từ trên không rơi đập xuống, hóa thành một tòa lầu các ba tầng cự đại vô cùng, thoáng cái liền bao phủ nó vào trong. Bên trong lầu các vàng son lộng lẫy, phạm âm lượn lờ quanh trần nhà từng trận sóng âm cổ quái lay động truyền đến làm phệ kim tiên lập tức cảm thấy có chút bồng bình lên nó hoảng hốt tựa hồ lại bị khốn trụ trong mộng cảnh lúc trước giống chỉ nghe trong miệng nó truyền đến một thanh âm hy chấm ai 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 như thú giống một tiếng gầm cực lớn lập tức trùng kích ra trong nháy mắt liền chấn vỡ phạm âm trong tòa lầu các ba tầng ngay cả tòa lầu các cũng lập tức sinh ra vô số vết dạn dày đặc hàn lập nhìn xem một màn này ánh mắt không khỏi hơi nhảy dựng lên Phệ kim tiên này trải qua 20 năm bị ảo cảnh tra tấn, lực lượng thần thức tựa hồ cũng theo đó trở nên cường hãn hơn vài phần. Dựa theo hắn đoán chừng trước kia, tòa lầu các ba tầng đặt trong hồ lô xanh biết rèn luyện qua một đoạn thời gian này, có thể đủ vây khốn phệ kim tiên trong 10 hơi thở, đủ cho hắn tranh thủ một chút thời gian thi triển chân ngôn bảo luân, nhưng sự thật căn bản chỉ ba hơi thở công phu cũng trèo trống không nổi. Phanh một tiếng vang thật lớn, tòa lầu các ba tầng vang lên tiếng nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, sụp đổ xuống cùng lúc đó hàn lập quát lớn ma quang đạo hiếu còn không ra tay đợi đến khi nào hắn vừa dứt lời một bóng người màu đen toàn thân giấu trong sát khí cuồn cuộn bỗng nhiên hiện ra sau lưng vệ kim tiên hai tay nắm chặt một cây trường thương toàn thân đen kịt mang phong cách cổ xưa từ đằng sau đâm tới bóng người kia dĩ nhiên là ma quang nhập thi hài hôi tiên không biết gã vận dụng bí pháp gì bây giờ khí tức chấn động trên thân thình lình đúng là thái ất sơ kỳ chỉ thấy phía trên trường thương hắc quang mãnh liệt vết máu trên đầu thương càng nở rộ đạo đạo quang tia huyết hồng, xoay quanh mũi thương không thôi, ngưng ra từng đạo thương ảnh huyết hồng giống như hoa sen, phát ra trận trận thanh âm rít gào sắc nhọn làm lòng người kinh hãi. Thân thương run run, vết sáng lướt nhanh tới như du long, mang theo một cổ sát phạt chi khí mãnh liệt đến cực điểm đâm về phía vệ kim tiên, uy lực triển lộ ra so với hàn lập thử nghiệm ngày trước mạnh hơn mấy chục lần. Vệ kim tiên thái ất đã sớm phát hiện, thân thể không tránh né chút nào, hai chân trước giơ lên nghênh đón hắc thương kia khác biệt giữa cả hai thật lớn, mỗi loại cuốn theo khí thế không tầm thường, như là thanh thép chống lại cây kim, kịch liệt đánh vào nhau. chương 594 chém, ầm một tiếng nổ động trời vang lên, một luồng man lực vô cùng mạnh mẽ từ hai người ma quang và phệ kim tiên thái ất cảnh đụng vào nhau lan tỏa ra, hóa thành một cỗ sóng khí vô hình bắn ra bốn phía, làm chấn động cả vách núi, đá rơi lên hồi. Trường thương màu đen cũng bị uốn cong mãnh liệt, bỗng nhiên vang ngược lại, mang theo thân hình ma quang bắn về phía sau. Hàn Lập nhìn thân hình ma quang bay ngược vào trong sát khí thâm trầm, trong lòng dùng mình, nếu ma quang không chiếm một bộ thi thể hôi tiên sâu không lường được, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị lực lượng của cỗ chấn động này làm cho thịt nát xương tan rồi. Nếu không phải là ma quang, mà bản thân mình thì ngay cả nửa chiêu của đối phương cũng không chịu nổi. Thân hình về kim tiên cũng bị cố cự lực đè ép xuống, lần đầu bị động rơi xuống phía dưới. Nhưng ngay lúc đó, một đạo hào quang màu vàng đã sớm chuẩn bị từ trước bỗng nhiên tỏa sáng, một kim quang bảo luân khổng lồ hiện ra, 18 sợi tơ óng ánh chui vào thân luân, hơn 400 thời gian đạo văn tỏa sáng rực rỡ. Từng luồng ánh sáng màu vàng trùng xuống, hình thành một mảnh không gian màu vàng cực lớn, bao phủ Phệ Kim Tiên vào. Phệ Kim Tiên nhất thời cảm thấy hoa mắt, toàn bộ thân hình giống như sa vào trong vũng lầy, trở nên khó có thể cử động. Nó muốn thả tinh quang ra đánh cho cự luân màu vàng này thành phấn vụt, nhưng không biết tại sao tiên linh lực trong cơ thể giống như bị đông cứng lại tốc độ vận chuyển gần như không thể, điều động vô cùng khó khăn. Ở ngoài thân nó chợt hiện kim quang, dường như đang vận dụng tất cả lực lượng của mình dẫy ruộng, ý đồ thoát khỏi khống chế của chân ngôn bảo luân. Từng đợt chấn động điên cuồng từ trên thân thể nó tỏa ra, mang theo luồng sóng màu vàng không ngừng đánh ra bốn phía, làm không gian bảo luân cũng lay động theo, chỉ là tạm thời không có chút dấu hiệu tan vỡ. Hàn lập thấy thế, con người còn lại một chút, trong lòng thầm nghĩ may mắn. Nếu không phải lúc trước may mắn đột phá đến kim tiên đỉnh phong, giờ phút này chỉ sợ chưa chắc có thể vây khốn vệ kim tiên này. Đang suy nghĩ, hắn không dám trần chờ chút nào, hai tay nhanh chóng bắt quyết, toàn lực thúc dục chân môn bảo luân, dùng không gian này gắt gao vây khốn vệ kim tiên kia. Trong lòng hắn hiểu rõ, bản thân vây khốn đối phương không được lâu, một khi để đối phương thoát khỏi trói buộc, hậu quả sẽ khó lường. Nghĩ đến đây, một tay hắn vung lên, một đạo quang mang màu xanh đột nhiên sáng lên, một cái hồ lô xanh biếc hiện ra, treo lơ lửng trên không trung chấn động không thôi chỉ thấy quanh hồ lô có phù văn thật nhỏ chấp động dữ dội, nơi miệng hồ lô càng bộc phát ra quang mang sáng chói, một cỗ khí thế sắc bén ác liệt bị đè nén trong đó muốn thoát ra. Hàn Lập vừa toàn lực khống chế chân ngôn bảo luân, vừa phân tâm khống chế hồ lô xanh biếc, bất kể tiêu hao tiên linh lực hay lực lượng thần thức đều đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Trong lòng của hắn thầm thở ra một hơi, trong miệng quát một tiếng, trên tay liền bấm kiếm quyết chỉ về phía trước. Chém, hắn ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt lục sắc quang mang trên miệng hồ lô xanh biết sáng tới cực điểm, âm thanh xét đánh như lôi đình từ trong đó không ngừng truyền ra. Chỉ thấy từng chuôi thanh trúc phong vân kiếm, quanh thân lóe lên điện mang màu vàng từ miệng hồ lô lao ra. Bên trong quang mang màu xanh óng ánh, tổng cộng 8 thanh phi kiếm lao thẳng tới chém vào ngay tim của vệ kim tiên. Bong, sạc sạc, từng tiếng va chạm liên tục vang lên, một đường tiếp theo một đường điện quang nổ tung. Vì để uy lực mỗi kiếm không hao tổn, Hàn Lập không có phân ra kiếm quang kiếm ảnh, mà lấy bản thế thân kiếm tuần túy tiến hành công kích. Trong thời gian duy trì linh vực, từng đường phi kiếm vô cùng nhanh chóng bổ chém, qua thời gian mấy hơi thở cũng đã chém chúng mấy trăm kiếm vào ngay trước ngực vệ kim tiên, bất quá chỉ làm lung lay từng đợt quang ảnh màu vàng, hầu như không gây tổn thương cho nó chút nào. Chém đi, chém đi, thời điểm ta phá vỡ cấm chế, là lúc người thịt nát xương tan, là lúc nghiền xương người thành cho, hặc hặc. Vệ kim tiên thái ất cảnh điên cuồng vùng vẫy như trước, trong miệng không ngừng vang lên tiếng cười điên dại, Kim Đồng một bên nghe thấy tức giận khóe mắt muốn nứt ra, nhưng đáy lòng hối hận không thôi. Năm đó nàng đi theo bên cạnh cử linh, nếu chịu khó cần cù tu luyện một chút, có lẽ bây giờ cũng không bất lực đứng nhìn như vậy. Đang lúc nàng đang đau khổ suy tư vì không có biện pháp gì có thể phá phòng ngự vệ kim tiên thái ất cảnh, hàn lập bên kia đột nhiên sinh ra biến hóa. Chỉ thấy quanh khuôn mặt hàn lập sáng lên kim quang mãnh liệt, lúc trước tiêu hao tiên linh lực không ít, bây giờ càng hao tổn tới cực điểm, phảng phất không giữ lại chút nào, giống như dòng thác chảy xuống dưới. Ngay lúc đó, hồ lô xanh biếc treo lơ lửng trên không trung, phù văn tỏa ra hào quang sáng chói lóa, trên miệng hồ lô có một mũi kiếm được quang mang xanh biếc bao bọc, chuẩn bị phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, vòng xoáy màu xanh trong không gian hồ lô liền tăng tốc độ, chính giữa phát ra tiếng nổ trầm buồn, ở giữa xúc tích lấy cỗ lực lượng kinh người, cảm giác dường như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Đi, trong miệng Hàn Lập hét to một tiếng hồ lô xanh biết lập tức chấn động mạnh hư không trước miệng hồ lô vậy mà dao động mũi kiếm cắt phá lao ra ngoài trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hầu như trong nháy mắt một đường kiếm ảnh màu xanh mơ hồ xuất hiện ngay vị trí tim vệ kim tiên đâm thẳng tới bong một tiếng vang thật lớn thân thể vệ kim tiên chấn động dữ dội một đạo kim quang trộn lẫn điện quang màu vàng cùng trồng chất kiếm khí bỗng nhiên bùng nổ lay động vô tận sóng khí tỏa ra bốn phương tám hướng sát khí thâm trầm này bị cố kình phong phá thành mảnh nhỏ lao lên phía trên vực sâu rồi tiêu tán, hai bên vách đá cùng đáy cốc cũng bị kình phong kiếm khí chém thành mảnh nhỏ, hiện ra từng khe rãnh cực lớn sâu trăm trượng. Chỉ thấy kim quang trước ngực của Phệ Kim Tiên từ từ vỡ vụn, tầng giáp xác vô cùng cứng rắn rốt cuộc xuất hiện một vết rách giống như sợi tóc hết sức nhỏ bé. Phệ Kim Tiên thái ất cảnh phát hiện phòng ngự của mình bị công phá trong nháy mắt, trong mắt không khỏi co rụt lại, dãy rụa càng thêm điên cuồng. Chân ngôn bảo luân đang bao trùm càng kịch liệt lay động, trở nên cực kỳ không ổn định, mắt thấy không thể khống chế được nữa rồi hàn lập chớp mắt trong nội tâm có chút tiếc nuối nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ chuôi thanh trúc phong vân kiếm tế luyện trong hồ lô xanh biết một thời gian dài uy lực có thể nói vượt quá dự đoán của hàn lập nếu một kiếm trong hồ lô đâm chúng không phải là phệ kim tiên thái ất hậu kỳ mà thái ất ngọc tiên đỉnh phong bình thường khác tuyệt đối sẽ không chỉ chịu tổn thương nhiêu đó hàn lập không trần trừ trên tay lập tức biển đổi pháp quyết tám thanh phi kiếm màu xanh lập tức trở về bay đến trung quang chuôi thanh trúc phong vân kiếm này, kết hợp cùng hào quang của nó, tia điện quấn xung quanh, trong nháy mắt hòa thành một thể. Hàn lập phi thân lao tới, không hề lấy thần niệm ngự kiếm, mà tay cầm chuôi thanh trúc phong vân kiếm được hợp từ 9 cây thành một, lao thẳng đến vệ kim tiên thái ất. Người muốn chết, vệ kim tiên thái ất cảnh sớm không kìm được cơn giận, quát lớn. Hàn lập mặc kệ, kim quang quanh người lan tỏa mãnh liệt, hai tay cầm kiếm chém tới vết thương ngay tim của vệ kim tiên. Thời khắc này, tiên linh lực không cần giữ lại tịch tà thần lui cũng không cần vạn cổ kiếm khí cũng không cần giữ lại phanh sau khi chém một kiếm xuống thân thể hàn lập như diều hâu xoay người lại một kiếm theo sát một kiếm chém xuống phanh sau khi chém xuống một kiếm lại lặp lại như trước kiếm thứ ba cũng theo ngay sau đó bổ xuống kiếm thứ tư kiếm thứ năm kiếm thứ sáu hắn lặp đi lặp lại liên tiếp không ngừng phanh một kiếm nhanh hơn một kiếm một kiếm mạnh hơn một kiếm không ngừng chém xuống Từng đạo tịch tà thần lôi chưa kịp phát ra, liền bị một kiếm cương ép áp chế lại, từng cỗ vạn cỗ kiếm khí chưa thoát ra, cũng bị một kiếm cương ép bức trở về. Từng sợi kim lôi, từng đợt kiếm khí, không ngừng tích lũy, không ngừng tranh đấu, tất cả đều tích tụ từng tí một ngay vị trí vết thương trước tim vệ kim tiên, như ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ma quang một lần nữa trở lại từ vực sâu, cũng không lập tức tới gần, gã nhìn một màn này từ xa, lập tức minh bạch dụng ý Hàn Lập, đôi mắt không khỏi có chút lóe lên, rồi hít mắt lại. Giờ phút này, phệ kim tiên thái ất đã sớm không còn chấn định như trước, nó có thể cảm nhận uy lực cùng uy hiếp từ một kiếm này, hai cánh phía trên rung động dữ dội, từng đợt tinh quang lập lòe không thôi, không ngừng đánh vào chân ngôn bảo luân. Theo đó chân ngôn bảo luân không ngừng tiêu hao, sức mạnh giảm từng chút một, tuy nhiên vẫn có thể làm tiến công của giáp trùng chậm lại, nhưng lại không thể không bị rung chuyển, toàn bộ thời gian đạo văn trên bảo luân cũng bị ảnh hưởng, chấn động dữ dội. Thần thức hàn lập tiêu hao đến sắp cạn, giờ phút này hai tròng mắt đã là một mảnh huyết hồng, hai đôi tai cũng có máu tươi chảy xuống, uốn lượn như hai con rắn xích luyện nhỏ, đọng ở hai bên khuôn mặt. Tuy nhiên, hai tay hắn cầm kiếm lại chắc chắn dị thường, vẫn một kiếm nối tiếp một kiếm chém xuống. 359 kiếm, 360 kiếm. Hàn lập chém tới từng kiếm liên tục, nhưng vết thương của vệ kim tiên thủy trung không có mở rộng ra. 361 kiếm, tịch tà thần lôi không ngừng tích lũy rốt cuộc không thể áp chế, không ngừng phóng thích vạn cỗ kiếm khí ra một âm thanh dung trời triệt địa ầm ầm vang lên một vùng lôi hải màu vàng bùng lên không thua gì lôi trì cửu thiên vô số hào quang lôi điện màu vàng tỏa ra hóa thành một vòng xoáy lôi điện bao phủ toàn bộ phệ kim tiên vào một mảnh vạn cỗ kiếm khí ào ào ngưng tụ lại một chỗ tụ tập ngay ngực của phệ kim tiên lập tức bùng nổ kim điện quang kiếm khí trắng như tuyết hòa vào một chỗ với nhau như dao long màu trắng uốn quanh trụ lớn màu vàng phóng lên tận trời gần như xuyên qua toàn bộ vực sâu Giống, trong miệng phệ kim tiên thái ất cảnh phát ra tiếng thét dài thê lương, hung ác tới cực điểm. Hai cánh sau lưng vỗ ầm ầm, từ trong truyền ra trận trận chấn động mạch, làm cho chân ngôn bảo luân rung động không gánh chịu nổi liền bị phá vỡ bay ra ngoài, trong nháy mắt nó thoát khỏi khống chế. Lại có thể phá vỡ phòng ngự của ta, hôm nay người chắn chắc phải chết, nó thoáng cúi đầu nhìn xuống vị trí ngay ngực, miệng vết thương sâu hóm, giận dữ không thôi, quát. Nó bất ngờ phát hiện, lấy khí lực lúc trước, cho dù thân thể bị người ta phá vỡ, muốn hồi phục tổn thương cũng chỉ qua mấy hơi thở. Nhưng lúc này lại không như vậy, chỗ vết thương vừa rồi lại không thấy bất kỳ dấu hiệu hồi phục nào. Ở trên giường như còn có tia điện quấn quanh, kiếm khí tung hoành, ngăn trở tốc độ hồi phục của vết thương lại. chương 595, liều chết chiến đấu. Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng thở dài một tiếng, khổ tâm chuẩn bị mọi thứ, cuối cùng cũng chỉ phá vỡ bề ngoài mà không thể thương tổn tới điểm yếu hại của đối phương. Đang cân nhắc, đột nhiên xảy ra dị biến, Phệ Kim Tiên Thái ất cảnh chợt há miệng phun một cái, một đạo sợi tơ tinh quang giống như trường mâu bỗng nhiên bắn nhanh tới, lóe ra ngũ thải tinh quang, phóng thẳng đến ngực Hàn Lập. Con người Hàn Lập có chút co rụt lại, mãnh liệt vẫy chân ngôn bảo luân lại bên người mình, chuẩn bị giảm tốc độ công kích của đối phương. Vậy mà khi chân ngôn bảo luân trở về, trong nháy mắt hắn mới phát hiện có điểm không giống bình thường. Đạo văn phía trên thân luân mặc dù đang rung động kịch liệt, nhưng cố gợn sóng kim sắc có tác dụng làm chậm lại không xuất hiện không đợi hắn kịp tìm ra nguyên nhân đạo ngũ thải tinh mâu kia đã đến trước người hắn tránh cũng không thể tránh được ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trước người hàn lập bỗng nhiên hoa lên một cái một vệt kim quang nhoáng qua hiện ra chân thân kim đồng cản trước mặt hắn phốc một thanh âm vang lên ngũ thải tinh mâu trực tiếp đâm vào bả vai kim đồng mang theo thân thể nàng trùng điệp đụng vào hàn lập truyền ra một trận tiếng xương cốt vỡ vụn huyết hoa vung vãi ra thân thể hai người cùng văng đụng vào thạch bích phía sau tiếng rung mạnh ầm vang dẫn tới vách núi đá lở xuống, cự thạch nhao nhao lăn xuống. Trong bụi mù, khóe miệng Hàn Lập chảy ra máu tươi, ôm kim đồng trong ngực, thân hình bỗng nhiên lóe lên, lướt về phía Ma Quang bên kia. Ánh mắt Ma Quang chớp lên, thân hình khẽ động, cản trước người bọn họ. Hàn Lập vừa thu hồi chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể, vừa nhìn thoáng qua kim đồng, thấy khí tức nàng tuy rằng giảm nhiều, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng vẫn sợ không thôi. Bây giờ Kim Đồng đã tới thái ất cảnh, trước đó lại thôn về qua đan lô cổ quái cùng thi cốt cự thử, khiến cho thể phách nàng vượt xa lúc trước, cho nên mới có thể ngăn cản được một kích ngũ thải tinh mâu này. Nếu không, cho dù nàng liều mình ngăn cản, Hàn Lập cũng giống vậy khó tránh khỏi bị bắn thùng tâm tràng. Không sao chứ, ánh mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm động tĩnh vệ Kim Tiên thái ất, mở miệng hỏi. Không có việc gì, đại thúc, lần này nhất định phải giết hắn. Kim Đồng khẽ lắc đầu, đưa tay rút cây ngũ thải tinh mâu ra nhét vào trong miệng ngồi thẳng người lại, ánh mắt kiên định nói. Đối với lời nói của Kim Đồng, Hàn Lập cũng không để ý, lúc này toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung vào phệ kim tiên thái ất cảnh cách đó chưa tới trăm trượng. Ngay lúc này, rõ ràng hắn đã đánh gãy hai cánh phệ kim tiên, nhưng phía sau lại có ngũ thải khí diễm phun ra, hóa thành hai cái cánh lông vỗ to lớn lộng lẫy, vỗ một cái thân ảnh liền biến mất không thấy. Con người Hàn Lập chợt co rụt lại, một tay nắm lấy kim đồng ném về phía xa, một tay nhấc thanh trúc phong vân kiếm lên đưa ngang trước người, đón đỡ. Ở trước người, thân ảnh ma quang bỗng nhiên cất cao mấy trượng, quanh thân sáng lên hắc quang nồng đậm, tay cầm trường thương màu đen, thương hoa vẩy một cái, đâm tới phía trước. Một đạo hắc tuyến lóe lên liền biến mất, vô số hắc khí tuôn trào ra, cuồn cuộn đến phía trước. Bang một tiếng vang thật lớn, thân hình khổng lồ phệ kim tiên đột nhiên hiện ra, kim sắc giáp xác trước ngực chống đỡ trường thương màu đen kia, còn hai chân trước như hai mâu thép vòng qua ma quang, đâm thẳng về Hàn Lập ở phía sau. Một màn này nhìn như chậm chạp, kỳ thực phát sinh trong nháy mắt. Hàn Lập vừa vặn dựng lên thanh trúc phong vân kiếm, hai đạo mâu thép kia trong nháy mắt đâm tới. Long trời lở đất, cơ hồ cùng lúc, hắn quát to một tiếng, trong vực sâu, chỉ một thoáng sát khí chạy ngược, thiên địa biến sắc. Phệ Kim Tiên cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng khó nói lên lời quét ra, bao phủ cả vực sâu vào. Nó hoa mắt lên, lại phát hiện cả vực sâu thiên địa đều bị điên đảo, trước đó rõ ràng phiêu phù ở trên không, giờ phút này lại rơi xuống đáy cốc. Chẳng lẽ là huyến cảnh, trong lòng vệ kim tiên kinh nghi, chân trước đâm ra phía trước cũng vô thức dừng lại một chút. Hạn địa thăng lôi, lúc này, lại có tiếng quát to vang lên, vừa dứt lời, chỉ thấy mặt đất dưới đáy cốc bỗng nhiên vỡ vụn ra, một đạo lôi trụ kim sắc tráng kiện vô cùng từ dưới đất bay lên, như trường hà dâng lên từng cơn sóng liên tiếp tuôn về hướng vệ kim tiên, trong nháy mắt bao phủ nó vào. Lôi điện vô cùng cuồng bạo quấn lấy thân nó, vang lên trận trận tiếng nổ vang, hồ quang điện bắn ra bốn phía, rõ ràng không phải ảo giác. Không đúng, đôi mắt vệ kim tiên bỗng nhiên lóe lên, miệng há lớn ra, một mảnh ngũ thải tinh quang bỗng nhiên bắn nhanh về phía đáy vực sâu. ầm một tiếng vang thật lớn, cả đáy vực sâu vang lên tiếng nổ bể ra, nhưng cũng không có đất đá bay lên, chỉ có sát khí cuồn cuộn phun trào kịch liệt, tản ra bốn phía. Một bóng người màu vàng tay nắm một thanh chiến đao màu đen che kín đồ văn lôi vân, thân hình tung bay lóe lên chui vào trong dòng lũ sát khí, biến mất không thấy. Nguyên lai, thiên địa cũng không phải đảo ngược, vẫn ở phía trên đáy vực sâu, hạn địa thăng lôi kia bất quá là giải đạo nhân dùng chiến đao chảm đình phát ra một kích lôi đình. Phệ Kim Tiên nhìn kỹ, thấy ngay vị trí hàn lập lúc trước, hai mắt hắn đang nhắm nghiền, tay điểm tới, trong miệng nói ra một chữ. Định, sau một khắc, trước người hắn có một lồng giam xiềng xích màu đen như ẩn như hiện, bỗng dưng lóe lên quang mang, trong chốc lát hóa thành mấy sợi xiềng xích trong suốt, sau đó đều chui vào hư không, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, thân hình vệ kim tiên run lên bần bật, cứng lại giữa không trung. Trong không gian kim sắc phía trong thức hải, thần hồn một giáp trùng màu vàng đang lơ lửng, chung quanh bao phủ một lồng giam xiềng xích trong suốt. Phía trên lồng giam xiềng xích khắc rõ từng đạo phù văn màu đen như ẩn như hiện, tản mát ra tinh quang lóa mắt, bên trong sen lẫn điểm điểm hắc mang, tinh mang hắc quang đan vào một chỗ, cho người ta một loại cảm giác khó nói lên lời thần hồn giáp trùng bị giam cầm rõ ràng nổi giận dị thường tung bay trong lồng giam lấy thân thể va đập kịch liệt vào thân lồng kim sắc thủy triều chung quanh thức hải tựa hồ cũng bị tác động như sóng lớn vỗ bờ không ngừng đập nện lên lồng giam chẳng qua bất luận nó dãy dụa thế nào lồng giam kia vẫn vững như núi cao bàn thạch không nhúc nhích tí nào trong vực sâu trong miệng hàn lập thở ra một hơi sắc mặt ngưng trọng không dám buông lỏng mảy may mặc dù hắn dùng thần thông pháp môn thiên địa cùng với sự hiểm trợ của giải đạo nhân thừa cơ dùng thần niệm tù lung khốn trụ phệ kim tiên nhưng dù sao nó cũng là phệ kim tiên cấp bậc thái ất hậu kỳ thần hồn cường đại viễn siêu hắn dự đoán với lực lượng thần thức cường đại của hắn bây giờ chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu kim đồng nhanh trong miệng hàn lập quát lên một tiếng lớn kim đồng một bên đã sớm ngầm hiểu cố nén thương thế trên người trên thân lóe lên kim quang bỗng nhiên hóa thành một kim sắc giáp trùng to bằng cái vải nước ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung kim sắc lập tức vỏ tới chỗ vết thương nơi ngực bụng vệ kim tiên vù một cái trực tiếp chui vào trong đó vừa vào trong cơ thể vệ kim tiên nàng liền há lớn miệng cắn xé huyết nhục trong cơ thể nó suy suy từng âm thanh xé rách ra thịt theo từng đợt cắn xé vang lên nghe tê cả ra đầu toàn thân kim đồng nhuốm máu hình tượng thập phần đáng sợ cứ nuốt một ngụm máu thịt vào bụng trong cơ thể nàng lại nhiều thêm một tia lực lượng vết thương đầu vai lúc trước bị ngũ thải tinh mâu xuyên qua vậy mà cũng theo đó khôi phục từng điểm Mặc dù thần hồn vệ kim tiên bị khóa, nhưng từng đợt đau đớn kịch liệt vẫn cuốn tới, dẫn tới thân thể rung động kịch liệt. Lúc này, thần hồn trong thức hải càng nổi giận tới cực điểm, nó không để ý thần hồn tổn thương chút nào, càng va chạm kịch liệt lên thần niệm tù lung. Hàn lập cảm thấy thần thức hải chợt run lên, tiếp đó sắc mặt tái đi, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng tiếp theo hai tay hắn bấm pháp quyết kịch liệt, điên cuồng liều lĩnh vận chuyển luyện thần thuật. Thi triển thần niệm tù lung, vốn cực kỳ tiêu hao lực lượng thần thức, bị đối phương giày vò như thế, Hàn Lập giữ vững lồng giam, tiêu hao lực lượng thần thức càng như sông lớn không ngừng rút đi nhanh chóng. Không lâu lắm, mồ hôi hai bên thái dương hắn đã đầm đìa, quần áo toàn thân cũng đều ướt đẫm, mi tâm vặn vẹo khó chịu, hàm răng nghiến chặt kêu kéo kẹt, ngay cả thanh trúc phong vân kiếm và hồ lô xanh biết đều được thu vào, không dám phân tâm chút nào, đau khổ chống đỡ. Thời gian trôi qua như từng giọt nước, huyết nhục trong cơ thể phệ kim tiên bị kim đồng nhanh chóng thôn phệ từng miếng, khí tức trên thân kim đồng cũng tăng trưởng lên từng chút một, nhưng so với vệ kim tiên thái ất thì vẫn còn chênh lệch 10 phần xa xôi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hàn lập treo giữa không chung, cả người như được vớt từ trong hồ nước ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt càng trắng bệch, thần thái sáng láng trong hai mắt những ngày qua đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Suốt cục, mãi cho tới thời điểm sơn cùng thủy tật, lực lượng thần thức của hắn tiêu hao hầu như không còn. Trong thức hải vệ kim tiên thái ất, thần niệm tù lung bị kim sắc thủy triều không ngừng đập vào, giờ phút này phảng phất như mọc đầy vết hoen gì, quang mang đã ảm đạm tới cực điểm. Kim sắc giáp trùng bên trong lồng giam, phát một lần trùng kích cuối cùng vào thần niệm tù lung, kim sắc thủy triều trong thức hải cũng theo đó tuôn ra, hóa thành ngàn tầng sóng trùng điệp đập xuống. Soạt một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc thần niệm tù lung không chịu nổi gánh nặng vỡ nát ra, hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất không thấy gì nữa. Thần niệm vệ kim tiên quay về, lần nữa được tự do, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thét dài, dẫn tới hư không cả đáy vực sâu chấn động mãnh liệt. Trước đó thần hồn của nó bị lồng giam cầm cố, tương đương cách trở đại bộ phận cảm giác, đồng dạng cách trở đau đớn kịch liệt do kim đồng cắn nuốt nhục thể. Giờ phút này cảm giác quay về, loại thống khổ bị cắn nuốt xương cốt bỗng nhiên tràn tới như bài sơn đảo hải, làm nó cực kỳ thống khổ, lại có tư vị khó mà chịu đựng nổi. Giờ chết của ngươi đã tới, ánh mắt về kim tiên chấp động, kim quang quanh thân loạn chiến, xương cốt trong cơ thể cũng theo đó phát ra trận trận thanh âm nổ đung đốp, cơ bắp xương cốt bên trong cùng co lại, đè ép về phía thân thể kim đồng. Lúc này, một cỗ tiên linh lực du tẩu trong cơ thể nó cũng nhao nhao tập trung cuốn ngược trở về, cùng tuôn về hướng kim đồng. chương 596, Liều Mạng, kim đồng một đường lao vào vị trí tạng phủ yếu hại của vệ kim tiên mà cắn xé, toàn thân sớm đã nhuộm máu, trong kẽ răng còn dính những mảnh thịt đỏ thắm, nhìn dữ tợn dị thương gần lúc nàng sắp cắn nát lớp cơ bắp ngăn cách tiến vào trong khoang bụng của vệ kim tiên huyết nhục xung quanh giường như có linh trí chèn ép về phía nàng ở trong đó cuốn đi từng luồng tiên linh lực cường đại ý đồ giam cầm nàng lại tuy nhiên kim đồng thôn vệ rất nhiều huyết nhục giờ phút này khí thức một đường lên thẳng thái ất trung kỳ kim quang nổi lên quanh người nàng mọc lên từng chiếc gai chống đỡ đám huyết nhục đang đẻ ép tới nàng lao vào cắn xé trực tiếp phá lớp ngăn cách kia rồi nghiêng người truyền tới trực tiếp chui vào bụng vệ kim tiên giờ phút này trong lòng phệ kim tiên nổi giận vì không làm gì được dù sao kim đồng đang tàn phá trong cơ thể còn mình thì bị cản trở khắp nơi căn bản không thể tận dụng sát chiêu mạnh mẽ lúc đầu kim đồng chui vào bụng nó đối với nó không phải là chuyện xấu gì phệ kim tiên cùng với nàng vốn là một thể thân thể giống nhau nó liền lấy thần hồn mạnh mẽ của mình trực tiếp nuốt chừng thần hồn kim đồng tiếp đó hòa nguyên anh làm một lại hấp thu nhục thể đối phương sớm đại công cáo thành nhưng hết lần này lại tới lần khác thần hồn của nó lại bị thần niệm tù lung của Hàn Lập giam cầm, vì nhanh chóng thoát khốn mà tiêu hao quá nhiều, kim đồng thì liên tục cắn xé làm khí thức tăng vọt lên. Tình huống cứ kéo dài như thế, nó không thể chiếm đoạt lực lượng thần hồn kim đồng, chỉ có thể ẩn nhẫn tạm thời, chờ thần hồn hồi phục. Nghĩ đến đây, trong lòng vệ kim tiên càng thêm lo lắng, ánh mắt liếc nhìn Hàn Lập, càng toát ra vẻ phẫn nộ tột cùng. Nếu không có gã nhân tộc đáng căm hận này, một vệ kim trùng nho nhỏ sớm hòa làm một với nó, thú tộc nhỏ bé cũng sớm bị san thành bình địa, còn cả gia hỏa dám cả gan bày ra viễn cảnh chói mình 20 năm, không biết tại sao lại ra tay với mình. Đều tại vì hắn, trong ánh mắt của phệ kim tiên không còn gì khác ngoài một mình hàn lập, nó muốn giết hắn cho hả giận. Hàn lập tự nhiên sớm đã cảnh giác, lúc phệ kim tiên thoát khốn, hắn liền nuốt xuống mấy viên đan dược, vừa khôi phục tiên linh lực, vừa cũng cố thần thức vững chắc. Ngay lúc này kim quang trên thân vệ kim tiên chợt thu lại, một cỗ lực lượng nóng rực trên người truyền ra, bên ngoài thân thể bắt đầu bốc lên từng sợi hơi nước màu trắng. Hơi nước tỏa ra mờ mịt, hư không xung quanh bắt đầu giao rộng theo, nhìn mơ hồ không rõ. Trong đôi mắt hàn lập lóe lên ánh sáng màu xanh, chưa kịp nhận rõ tình hình trước mắt, trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi. Thân hình hắn vô thức biến mất, bay ra cách đó không xa. Cùng thời khắc đó, thân ảnh vệ kim tiên liền xuất hiện nơi chỗ hắn vừa đứng. Thân hình hàn lập vừa mới dừng lại, liền có một đạo tinh quang phá toái hư không lao thẳng tới trong lòng hắn không lạnh mà run, dồn sức thi triển nhanh nghịch chuyển chân ngôn bảo luân trong người. Thân hình chợt mơ hồ, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Chân ngôn bảo luân không biết khôi phục lại từ khi nào. Trong lòng hàn lập nhất thời vui mừng, trên người hắn đột nhiên khuếch trương vòng tròn ánh sáng, hóa thành một vùng linh vực thời gian, bao phủ cả đáy cốc lại. Phệ kim tiên thái ất cảnh bị tầng màn sáng quét qua, con người lập tức co lại, cảm thấy xung quanh thân thể dường như bao phủ một tầng lực lượng vô hình, khiến cho tốc độ thời gian trong không gian màn sáng trở nên chậm chạp. So với chân ngôn bảo luân, phạm vi linh vực thời gian mặc dù rộng lớn, nhưng hiệu quả giảm chậm tốc độ yếu hơn rất nhiều, mặc dù tốc độ phệ kim tiên bị hạn chế nhất định, cũng không thể lao nhanh như trước, nhưng nếu Hàn Lập hơi không chú ý, vẫn có thể bị nó đuổi kịp. Hơn nữa, Hàn Lập cảm nhận được, chân ngôn pháp luân trong cơ thể tựa hồ chưa hoàn toàn hồi phục, có khả năng không thể khống chế bất cứ lúc nào. Vì vậy hắn vừa né tránh phệ kim tiên truy sát, Vừa dùng tâm thần liên hệ kim đồng mau chóng cắn xé huyết nhục nó. Ở trong đáy vực sâu, thân ảnh một xanh một vàng truy đuổi nhanh chóng, lấy nhãn lực ma quang cũng chỉ có thể thấy dấu vết từng đạo thân ảnh mơ hồ, chớp tắt không ngừng. Ầm một tiếng nổ thật lớn, khói bụi ở trong vực sâu nổi lên bốn phía, một bên vách núi bị thân thể khổng lồ vệ kim tiên va phải, trực tiếp sụp đổ tan tành. Một mảnh núi đá lớn vô cùng như nước lũ đổ xuống dưới, phát ra tiếng sấm ầm ầm liên tục. Thân ảnh Hàn Lập từ trong màn bụi đất lao ra mũi chân đạp trên hư không thân hình bay thẳng về phía bệ đá nằm trên vách đá vực sâu giống vệ kim tiên thấy hắn vừa trốn thoát truy kích chút kiên nhẫn còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất trọng miệng phát ra tiếng gầm giận dữ nó không còn lao theo truy đuổi nữa mà ẩn nấp dưới mặt đất hai cánh lại lay động dữ dội tất cả hào quang xung quanh thân thể nhanh chóng thu lại ngay cả luồng sóng khí nóng rực đã phóng ra cũng cố gắng thu về bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng quang mang và khí thể kỳ lạ vật chất này ngưng tụ càng lúc càng nhiều càng ngưng thực, từ trong đó truyền ra từng đợt chấn động cổ quái đến cực điểm. Hàn lập từ xa thấy một màn như vậy, lông mày không khỏi nheo lại, trong lòng không khỏi dự cảm chẳng lành. Mà bên trong cơ thể phệ kim tiên, kim đồng đang ra sức cắn xé tạng phủ của nó, đột nhiên cảm thấy nội tạng lay động kịch liệt, một ít máu huyết trong đó chấn động dần dần bốc hơi, tiêu tán ra bên ngoài cơ thể. Sức nóng trong thể nội nó bỗng nhiên tăng cao dữ dội, rất nhanh giống như lò lửa. Trừ điều đó ra, kim đồng còn phát hiện trong bụng phể kim tiên đang có luồng áp lực bùng lên mãnh liệt dị thường cỗ khí tức chấn động này làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi chẳng lẽ gia hỏa này muốn cá chết lưới rách tự bạo thân thể nghĩ đến đây kim đồng cũng không định rời đi mà lập tức dùng tâm thần truyền tin cho hàn lập la lớn đại thúc chạy mau gia hỏa này có khả năng muốn tự bạo kim nhi mau ra đây lông mày hàn lập nhíu chặt mau chóng trả lời không ta phải cùng liều mạng với gia hỏa này Kim Nhi kiên quyết nói, lông mày hàn lập nhíu chặt lại, cắn răng một cái, chân luân nghịch chuyển nhanh trong cơ thể, thân hình lao vào bên trong sát khí, bay nhanh lên phía trên. Ma quang thấy cảnh này cũng theo sát phía sau, thân hình hai người vừa mới thi triển, dưới vực sâu liền có bạch quang trói mắt nổ tung. ầm ầm, một tiếng nổ vang rung chuyển trời đất từ dưới đáy vực sâu chuyển đến, một cỗ sóng khí khổng lồ đủ để hủy thiên diệt địa trùng kích ra, lập tức quét ngang khai mở từng cơn sóng liên tiếp đánh vào hai bên vách núi đá ầm 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 đã không biết bao nhiêu năm vực sâu chưa được ánh sáng chiếu xuống trong nháy mắt sáng giống như ban ngày được bạch quang chiếu sáng hoàn toàn sáng ngời vô cùng lúc này ngay giữa bạch quang vách núi vực sâu bắt đầu sụp đổ trồng chất như dòng lũ làm vỡ đập không ngừng đổ ra phía sau rồi tiêu tán trong ánh sáng nóng rực lúc này một cột sáng màu trắng to lớn bay thẳng lên không trung thiêu đốt vô số sát khí trong vực sâu tiêu tán một mực lao thẳng lên ngàn dặm trên bầu trời thoát khỏi miệng vực sâu bên trong cột sáng màu trắng, một bóng người đen kịt bị quang mang trùng kích, hai chân hai tay mở ra, cả người như một con diều giấy nổi lơ lửng, toàn thân da thịt đều thối giữa, phía trên toát ra đạo đạo hơi nước màu trắng, nhìn cả người giống như là bị tan chảy. Ngay trên lưng gã, có thân ảnh nào đó còn lại thành một đoàn, quanh thân nằm trong ánh sáng màu xanh, không bị bạch quang trùng kích chút nào. Sau khi hai thân ảnh bay lên lao khỏi phạm vi vực sâu, lập tức bay ngang hơn 10 dặm, tránh thoát phạm vi bạch quang hai người bọn họ tự nhiên chính là Hàn Lập cùng Ma Quang trở về từ cõi chết trong vực thẳm. Hàn Lập lở lửng ở một bên, nhìn cả người Ma Quang thê thảm vô cùng, hỏi. Người thế nào, còn chịu đựng được chứ? Hắc hắc, Hàn Đạo Hiếu, lại đặt cược thắng cho ngươi. Ma Quang đã hoàn toàn không thành hình người, lộ vẻ sâu thảm cười một tiếng, nói ra. Thanh âm trầm lắng của gã hết sức suy yếu, hiển nhiên trọng thương không nhẹ, còn da thịt trên gương mặt đã bong chóc ra hết, hai hàng răng trắng toát nhe ra, nhìn xem rợn cả tóc gáy. Lúc bạch quang vừa rồi nổ tung, tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản bọn hắn không kịp bay ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn đành phải liều chết đánh cược một lần, lấy thi thể hôi tiên làm lá chắn ngăn cản bạch quang, có sự giúp sức linh vực thời gian của hàn lập, tận dụng khả năng giảm bớt bạch quang đánh tới. Kết quả vang ra xa mấy trăm dặm, linh vực thời gian của hàn lập chống đỡ không nổi liền tan vỡ cuối cùng phải dựa vào thi thể hôi tiên mạnh mẽ chống đỡ. Hàn Lập thông qua liên hệ thần hồn, có thể cảm nhận được ma quang tổn thương không nhẹ nhưng thấy gã còn có thể cười được liền biết không cần lo lắng đến tính mạng gác sau đó hắn đưa mắt đánh giá thi thể hôi tiên trong lòng càng cảm thấy thân thể này không đơn giản đúng lúc này từng đợt âm thanh ầm ầm truyền từ dưới mặt đất lên hàn lập quan sát xuống dưới chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn dưới mặt đất đại địa không ngừng sụp đổ vực thẳm đang từng bước mở rộng ra hõm xuống biến thành một thung lũng khổng lồ tòa sơn cốc thụ yêu nghỉ lại cách vực sâu không xa cũng bị sụp đổ xuống Khói bụi bốc lên cuồn cuộn, chôn vào trong lòng đất, sát khí bốc lên không dứt bao phủ vào trong. Từng đợt gào thét cổ quái từ trong truyền ra, chỉ chốc lát sau, lại biến mất không thấy. Ma Quang thấy sát khí phía dưới không ngừng trào lên, thân hình lập tức biến mất, xông vào trong sát khí cuồn cuộn. Chỉ thấy từng sợi sát khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể gã, da thịt bên ngoài cũng bắt đầu sống lại, bất chấp bên trong như thế nào, thương thế bên ngoài ngược lại chữa trị từng chút một ngay lúc đó ánh mắt hàn lập xoay một cái nhìn về khói bụi khắp nơi dưới đất chỉ thấy bên trong khói bụi và sát khí cuồn cuộn một thân ảnh khổng lồ đột nhiên bay lên thân hình phệ kim tiên a the ớt cảnh từ trong đó lao nhanh ra lần nữa nhào tới hàn lập vì sao ngươi còn chưa chết trong miệng phệ kim tiên truyền ra tiếng gầm giận dữ nói từng chữ một bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng và oán hận thật sự là âm hồn bất tán hàn lập thầm mắng một câu thân hình mau chóng trốn xa nhưng lúc này, thanh âm kim đồng vang lên lần nữa. Đại thúc, người kiên trì một lát nữa, đợi ta cắn nước tâm mạch của nó, có thể. Chẳng biết tại sao, chưa kịp nói xong, lại đột nhiên im bặt lại. chương 597, người chết ta sống. Kim đồng, người thế nào rồi? Trong lòng hàn lập căng thẳng, vội vàng thông qua tâm thần liên hệ hỏi, nhưng lại không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại. Trong mắt hắn lóe lên lam mang, vội vàng nhìn về hướng về kim tiên ở phía xa, liền phát hiện nó đã trở xuống mặt đất, thân ảnh bao phủ trong bụi đất mờ mịt đầy trời cùng sát khí cuồn cuộn, không cách nào thấy rõ. Lúc này, giải đạo nhân đã tránh xa trước đó cũng hóa thành một đạo kim quang phi độn tới bên cạnh Hàn Lập. Giải đạo hiểu, kim đồng bên kia hình như xảy ra chuyện gì đó, ta phải xuống xem một chút, người ở chỗ này thay ta hộ pháp ma quang nhé. Trong lòng Hàn Lập cảm thấy không ổn, mở miệng nói ra. Tốt, người đi đi, giải đạo nhân liếc qua ma quang ở trong sát khí, gật đầu nói. Quanh thân Hàn Lập lóe lên thanh quang, thân hình cấp tốc lướt xuống, tiếp tục xông vào trong vực sâu đã hoàn toàn bị phá hủy thành than. Thân hình hắn lần theo một tia khí tức như có như không, chấp động liên tiếp giữa loạn thạch, rất nhanh tìm được thân hình khổng lồ của kim sắc giáp trùng trong vực sâu. Nhưng ngay sau đó, lông mày hắn nhăn lại một chút. Giờ phút này về kim tiên thái ất đang nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, bên ngoài thân lóe lên một tầng tinh quang như tinh thể, trừ nó ra thì cũng không phát hiện tung tích kim đồng. Nếu không phải còn có một ít liên hệ tâm thần yếu ớt, hắn cho rằng kim đồng đã gặp bất chắc. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Lập lập tức thúc giục thần thức đảo qua người kim sắc giáp trùng, phát hiện mặc dù sinh cơ nó bị không ít tổn thương, nhưng vẫn tràn đầy, nhất là thần thức chấn động mãnh liệt dị thường. Hàn Lập suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu ra, hơn phân nửa là phệ kim tiên này thấy kim đồng sắp cắn đứt tâm mạch mình, không thể không xông vào thức hải kim đồng, ý đồ thôn phệ thần hồn nàng. Trên thực tế cũng chính là như thế, trong thức hải kim đồng đang có mây gió cuồn cuộn không ngừng xoay tròn, hai kim sắc giáp trùng một lớn một nhỏ đang cắn xé nhau kịch liệt trong đó phệ kim trùng lớn hơn mặc dù hình thể chiếm ưu thế nhưng quang mang trên thân lại có chút ảm đạm hiển nhiên là bị thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục còn giáp trùng nhỏ hơn kia thì kim quang toàn thân tươi sáng lại có ưu thế sân nhà ngược lại chém giết càng thêm hung mãnh giữa bọn chúng không nói lời nào hoặc là ý niệm trao đổi nào giờ phút này chỉ ôm một ý niệm trong đầu ngươi không chết thì ta vong suy hí âm um trận trận thanh âm xé rách không ngừng vang lên trên thân phệ kim trùng một lớn một nhỏ không ngừng có bộ vị bị đối phương thôn phệ lại không thấy vết máu chảy ra chỉ có từng tầng quang mang mông lung như sương mù tản ra chỉ thấy thần hồn phệ kim tiên thái ất vào tới trước thần hồn kim đồng tránh ra thân thể không kịp ngừng lại liền bị kim đồng cắn một cái vào lông cánh kéo xé xuống nhưng vào lúc này thân hình phệ kim tiên đột nhiên quay lại không để ý bản thân bị cắn đứt lông cánh chợt cắn về phía đầu kim đồng kim đồng tránh không kịp mắt thấy là sẽ bị cắn trúng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo tinh quang trắng như tuyết đột nhiên từ hư không phía trên thức hải xuất hiện như một đạo lôi quang màu trắng rơi xuống đánh lên đầu phệ kim tiên thái ất làm cho nó ngã xuống bị đạo tinh quang màu trắng kia lóe lên thần hồn kim đồng cũng cảm thấy một trận đau đớn bén nhọn cơ hồ mém không chịu được nhưng dù sao nơi đây cũng chính là thức hải của nàng lực lượng thần thức bản nguyên ở đây nàng cắn răng cố nhịn đau lập tức lướt về phía thần hồn phệ kim tiên thái ất cảnh cắn vào đầu lâu nó. Bên ngoài cơ thể vệ kim tiên, sắc mặt hàn lập hơi tái ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt điều tức. Vừa rồi đúng là hắn cảm giác được kim đồng gặp nguy hiểm, lúc này mới vận dụng luyện thần thuật, cưỡng ép một tia thần niệm tinh tơ chui vào trong thức hải kim đồng, mới cứu được nàng một mạng. Buổi trưa ngày thứ hai, một tiếng kết thanh thúy vang lên làm hàn lập giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua ma quang và giải đạo nhân ngồi xếp bằng cách đó không xa, lại nhìn thể xác vệ kim tiên thái ất, Phát hiện tầng tinh quang bao phủ bên ngoài thân nó vậy mà đã vỡ vụn, sinh cơ khổng lồ ẩn chứa trong đó cũng bắt đầu trôi qua với một tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, thân ảnh kim đồng từ vết thương trên thân vệ kim tiên bay ra. Hàn Lập thấy thế, mỉm cười, đang muốn mở miệng hỏi, liền nghe kim đồng mặt không đổi sắc mở miệng nói ra: "Làm phiền đại thúc hộ pháp cho ta một chút." Lông mày Hàn Lập nhăn lại một chút không dễ phát hiện, im lặng gật đầu nhẹ. Hắn cùng giải đạo nhân và ma quang, cả ba người đều lùi ra hơn 10 dặm bên ngoài mỗi người chiếm cứ một phương vị mỗi góc có tác dụng tương hỗ nhau vây kim đồng và thân thể vệ kim tiên vào trung tâm kim đồng từ xa nhìn ba người một chút lúc này trên thân sáng lên kim quang thân thể bay lơ lửng lên không trung chậm rãi nhắm hai mắt lại hai cái tay nhỏ của nàng vung lên mảng lớn kim sắc hào quang từ trên người nàng chen trúc ra lượn lờ giữa không trung cuồn cuộn lưu chuyển kịch liệt tạo thành một dòng suối kim sắc không hề đứt đoạn trong chớp mắt biến lớn lên mấy trăm trượng vô số phù văn màu vàng ở trong đó chấp động, tản mát ra từng đợt chấn động lực lượng pháp tắc mãnh liệt, ẩn chứa trong đó một loại khí tức sao động nào đó. Thân thể tàn phế của kim sắc giáp trùng bị vòng xoáy cuốn lên, chậm rãi chui vào trong đó. Kim đồng đột nhiên mở hai mắt ra, kim quang trên thân đột nhiên nồng đậm lên, phun ra bốn phương tám hướng từng đạo quang diễm kim sắc như thực chất. Sau một khắc, trong phương viên vạn dặm, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn hội tụ về dòng suối kim sắc, mặt đất phụ cận cũng đột nhiên vỡ ra, từng đạo linh lực mắt thường có thể thấy được từ đó phun ra ngoài, đó là linh khí trong linh mạch dưới mặt đất phụ cận, cùng hội tụ về dòng suối kim sắc. Trong nháy mắt, trên không dòng suối kim sắc hiện ra mảng lớn ngũ sắc linh vân, che kín cả bầu trời, từng đạo ngũ sắc hồ quang điện cuồn cuộn bên trong linh vân, như ẩn như hiện. Bên trong dòng suối kim sắc, thân thể kim đồng dần dần bị kim quang chung quanh bao phủ, thân ảnh dần dần mơ hồ, tựa hồ dung nhập vào trong kim quang, nhưng có thể cảm ứng rõ ràng khí tức trên người nàng đang liên tục không ngừng tăng lên. Hàn Lập đứng đằng xa giữa không trung, lật tay lấy ra hai viên đan dược ăn vào, yên lặng nhìn hết thảy trước mắt. Ma Quang đứng chắp tay, cũng im lặng, ánh mắt hơi chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Giải đạo nhân thì dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ dạng không liên quan đến mình. Lão đại lại muốn tiến cấp A, Tỳ hưu không biết xuất hiện bên cạnh Hàn Lập khi nào, ngửa đầu lên nhìn cảnh tượng giữa không trung, trong mắt phản chiếu ra kim quang sáng rực, tràn đầy vẻ hâm mộ dòng suối kim sắc xoay tròn càng lúc càng nhanh, thân ảnh to lớn của kim sắc giáp trùng chậm rãi bị hút vào trong đó. Ầm ầm, dòng suối kim sắc bỗng nhiên phóng đại, ở trung tâm hiện ra một quang đoàn kim sắc bắt mắt vô cùng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chung quanh càng có vô số phù văn màu vàng to nhỏ chớp động, phát ra trận trận thanh âm phạm âm. Vào thời khắc này, trong trung tâm vòng xoáy, mặt ngoài quang đoàn kim sắc đột nhiên bất ổn, thỉnh thoảng bay lên một cái túi khí lớn, liên tục lắc lư không thôi. Đồng thời một trận tiếng gầm từ bên trong truyền ra, đúng là thanh âm do kim đồng phát ra, phảng phất như đang sao động, lại có chút bộ dạng thống khổ. Hàn lập nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Bên trong dòng suối kim sắc, kim ảnh chấp động, mơ hồ hiện ra một hư ảnh kim sắc giáp trùng cự đại, chính là đầu vệ kim tiên mới bị giết chết, giống như đang du tẩu lao nhanh trong vòng xoáy, đi lại gào thét, hung thần ác sát, thỉnh thoảng nhìn quang đoàn kim sắc ở trung tâm vòng xoáy gào thét không thôi. Mặc dù kim đồng diệt nguyên thần vệ kim tiên kia, nhưng bên trong thi thể nó vẫn lưu lại oán niệm hỗn tạp, có chút ít không thuộc về bản thân nó. Muốn triệt để hấp thu đầu vệ kim tiên kia, trước mắt cần chiến thắng cơn oán niệm này mới được, không biết nàng có thể làm được hay không. Lúc này ma quang đột nhiên mở miệng nói, gã vừa nói xong, một tiếng gào to lớn đột nhiên từ trong quang đoàn kim sắc truyền ra, tiếp theo một cột sáng kim sắc thô to từ bên trong phun ra, sau đó quang mang tản ra, hóa thành một hư ảnh kim sắc giáp trùng to lớn, đúng là kim đồng. Một tiếng sét đùng đoàng vang lên, hư ảnh kim đồng đại phóng kim quang, khí thế hùng hổ lao nhanh về hướng đầu kim sắc giáp trùng kia. Hư ảnh kim sắc giáp trùng kia cũng không cam chịu yếu thế, thả người nghênh đón kim đồng. Cả hai bỗng nhiên lại chém giết nhau, kim quang sen lẫn cuồn cuộn kịch liệt, bộc phát ra từng đợt nổ vang. Kim đồng biến thành hư ảnh giáp trùng có hình thể nhỏ hơn, giờ phút này rơi vào hạ phong, không ngừng bị bước lui. Hỏng bét, lão đại tựa hồ rơi xuống hạ phong, chủ nhân, Tì hưu thấy cảnh này, lo lắng nói. Trận chiến này, chúng ta không giúp được. Hàn lập lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh. Hắn vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn từ phía trước chuyển đến, trên thân hư ảnh giáp trùng phệ kim tiên đại phóng kim quang, đụng kim đồng một cái vang ra xa. Trong miệng hư ảnh giáp trùng lớn phát ra một tiếng gào thét hưng phấn, thân hình to lớn bay nhào tới đuổi theo không bỏ, hai chân trước to lớn hung hăng chém xuống, lực đạo trầm trọng hết sức mạnh mẽ, xem ra muốn chém kim đồng thành ba đoạn. Vào thời khắc này, thân hình kim đồng lảo đảo lui lại chợt ổn định, đồng thời thân thể chợt uốn éo, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuyên qua chân trước giáp trùng to lớn, lóe lên xuất hiện sau lưng nó. Kim sắc giáp trùng lớn khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị siết chặt, bị kim đồng từ phía sau gắt gao ôm lấy, không thể động đậy. Hai chân trước kim đồng vung lên, giao nhau chém về phía đầu kim sắc giáp trùng lớn. Keng một tiếng, kim sắc giáp trùng mặc dù không cách nào quay người nghinh địch, nhưng trong tình thế cấp bách giơ hai chân trước dựng thẳng lên hai bên đầu, đỡ được một kích của Kim Đồng. Bốn cái chân trước giao nhau, ngay chỗ va chạm tia lửa bắn tung tóe, vang rền tiếng chi chi. Trong mắt Kim Đồng lộ ra vẻ điên cuồng, chợt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng xuyên thủng mây xanh, trước người bỗng nhiên đại phóng kim quang, hai cái chân trước càng hiện ra kim quang vô cùng chói mắt. Loảng xoảng, chân trước Kim Đồng chặt đứt chân trước kim sắc giáp trùng, sau đó xẹt qua đầu nó. Cái đầu của kim sắc giáp trùng bỗng nhiên bay lên trời, sau đó thân thể khổng lồ chấp động kịch liệt hai lần, vỡ ra ầm ầm, hóa thành mảng lớn kim quang phiêu tán. Giờ phút này hư ảnh do kim đồng biến thành chợt há lớn miệng, hít vào một hơi. Kim quang do kim sắc sắc trùng biến thành bỗng nhiên bay vụt về, hóa thành một dòng suối kim sắc, chui vào trong miệng hư ảnh do kim đồng biến thành. chương 598, cắt đứt nhân quả, kim đồng biến thành hư ảnh tỏa sáng hào quang, linh quang bên ngoài thân lưu chuyển một trận, thân hình khổng lồ lập tức trở nên ngưng thực hơn nhiều, lại chậm rãi biến hóa, rất nhanh hóa thành một thân ảnh cao gầy mơ hồ. Một cỗ uy áp vô cùng to lớn từ trên thân bóng người mơ hồ đó tản ra, cỗ uy áp này không giống với linh áp, mà giống như một cỗ áp bách sinh mệnh khổng lồ, như phàm nhân đối mặt với thần tiên vậy. Bọn người Hàn Lập đứng ở đằng xa, không kịp đề phòng, bỗng nhiên bị cỗ uy áp này bao phủ vào trong. Tình huống thì hưu thảm nhất, trong thất khiếu ẩn ẩn có vết máu chảy ra, hét thảm một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang biến thành một mặt dây chuyền bạch ngọc, rơi xuống bên hông Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập cũng tối sầm lại, ngược như bị búa tạ nện chúng, bạch 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 lùi lại vài chục bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Giải đạo nhân thấy tình thế bất ổn, vội vàng hóa thành một đạo hoàng quang, bay vào trong cơ thể Hàn Lập. Chỉ có ma quang, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng bây giờ phụ thân thể xác hôi tiên, tu vi tăng lên nhiều, chỉ lung lay mấy cái lại tiếp tục ổn định thân hình. Bóng người màu vàng óng ở đó mấy hơi thở, liền hóa thành một đạo kim quang, chui vào trong quang đoàn kim sắc dòng suối kim sắc bỗng nhiên tiếp tục lớn lên phảng phất mở ra một cái miệng lớn kim sắc khẽ hấp một cỗ hấp lực vô cùng to lớn xuất hiện ngũ sắc linh vân giữa không trung đều cuồn cuộn hạ xuống chui vào trong dòng suối kim sắc dòng suối kim sắc phảng phất như một cái động không đáy không ngừng thôn vệ linh vân giữa không trung bản thân nó cũng dần dần biến lớn lên thôn vệ trọn vẹn một khắc đồng hồ tất cả linh vân trên bầu trời đều biến mất không còn tâm thích lúc này dòng suối kim sắc mới chậm rãi ngừng lại sau đó đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại mấy hơi thở sau dòng suối kim sắc biến mất không còn tâm thích không trung khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại một kim cầu to gần trượng trôi nhẹ nhàng ở đó giống như một cái trứng gà kim sắc hàn lập thấy vậy trong lòng thở nhẹ một hơi trong đầu hiện ra lặp đi lặp lại bóng người màu vàng đáng sợ lúc trước nhìn không thể tới viên cầu kim sắc trôi nổi giữa không trung phía trên thỉnh thoảng lại hiện lên một đạo kim quang trói mắt từng đợt chấn động khí thức làm người kinh ngạc thỉnh thoảng từ trong kim cầu tản ra, tựa hồ ở trong đó đang hình thành tồn tại đáng sợ nào đó. Hàn Lập suy nghĩ một lát, sau đó thân hình thoát một cái, sau một khắc xuất hiện phụ cận kim cầu. Một đạo bạch quang từ trong tay áo hắn bắn ra, quay tròn một cái hóa thành một tiểu kỳ màu trắng, đúng là món tiên khi hắn lấy được từ công thâu cửu. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, tiểu kỳ màu trắng lập tức đón gió mở ra, hóa thành một đại kỳ màu tuyết trắng to khoảng mấy chục trượng, đón gió tung bay ở giữa đại kỳ tung bay vô số sương mù màu trắng tuôn ra cuồn cuộn trong nháy mắt hình thành một đám mây màu trắng lớn chừng vài mẫu bao phủ kim cầu vào trong đám mây tựa hồ có hiệu quả che giấu chấn động khí thức khí thức kinh người bên trong kim cầu tản mát ra bỗng nhiên bị che giấu hơn phân nửa không còn kinh người như trước rời khỏi nơi này trước hàn lập bấm quyết phất lên đang định thúc giục đám mây bao vây lấy kim cầu bay theo mình nhưng sau một khắc hắn biến sắc thân hình ngừng lại cách không xa phía trước không biết lúc nào lại xuất hiện một tên nam tử áo trắng. Người này khoảng chừng 3-40 tuổi, dung mạo cực kỳ anh Tuấn, một đầu tóc đen phiêu giật, ở giữa sen lẫn một chùm tóc vàng, chớp động lên kim quang nhàn nhạt, nhạt. Sắc mặt hàn lập ngưng trọng, nam tử áo trắng này xuất hiện vô thanh vô tức, lại không có dấu hiệu nào, lấy thần thức cường đại của mình vậy mà không phát hiện chút nào. Ma quang cũng kinh hãi, hiển nhiên trước đó cũng không phát hiện mảy may. Đối phương phảng phất từ hư không xuất hiện, ngoài ra, mặc dù người này không có tản mát ra khí thức cường đại, nhưng trực giác hàn lập cho hay, người trước mắt tuyệt không đơn giản. Ánh mắt nam tử áo trắng nhìn từ trên xuống dưới hàn lập, lại quét qua ma quang một chút, tạm thời không có ý mở miệng nói chuyện. Xin hỏi tiền bối là ai? Ý niệm trong đầu hàn lập chuyển động, chậm rãi mở miệng hỏi. Người rất tốt, ngược lại làm ta kinh hãi đấy. Nam tử áo trắng không có trả lời câu hỏi hàn lập, mỉm cười mở miệng nói. Hàn lập nghe vậy, trong lòng giật mình. Đối phương nói một câu nhìn như không đầu không đuôi, nhưng có thể đoán được đối phương đã sớm đi đến phụ cận, thậm chí có thể thấy được một màn mình đối phó phệ kim tiên kia. A, à, thanh âm của người, năm đó cầm cố đầu vệ kim tiên 20 năm, đồng thời truyền âm để cho tại hạ không được tiến lên, hẳn là tiền bối rồi. Hàn Lập tựa hồ nghĩ tới điều gì, chắp tay hỏi. Không sai, là ta, nam tử áo trắng bình tĩnh nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Hàn Lập nghiêm mặt, không người thi lễ một cái. Nếu không có người kia vây vệ Kim Tiên 20 năm, chỉ sợ giờ phút này hắn và Kim Đồng đã vẫn lạc, với lại 89 phần người bị đầu phệ Kim Tiên kia nuốt vào trong bụng. Nam tử áo trắng này đối với hắn xem như có ân cứu mạng. Ta bất quá là nhận ủy thác của người khác, nam tử áo trắng từ tốn nói. Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, đáp án này của đối phương vượt quá hắn dự đoán. Ta giúp ngươi thoát hiểm, xem như trả ngươi ân tình năm đó cứu giúp Nhạc Nhi. Từ nay về sau, ngươi và nàng sẽ không tiếp tục nhân quả nữa nam tử áo trắng bình tĩnh nói, nhạc nhi, liễu nhạc nhi, nàng ở chỗ tiền bối, bây giờ nàng như thế nào? Mặt hàn lập lộ vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi, hiện tại nhạc nhi hết thảy đều rất tốt, mặc dù các ngươi ở linh hoàn giới từng có một đoạn qua lại, nhưng ta vừa mới nói xong, giữa các ngươi nhân quả đã hết, ngày sau không cần gặp lại. Thần sắc nam tử áo trắng chuyển sang lạnh lẽo, nói, vâng, hàn lập im lặng, đáp ứng. Nam tử áo trắng này mặc dù không triển lộ tu vi, nhưng nếu hắn đoán không sai, đối phương hẳn là một vị đại năng đại la cảnh. Đối mặt tồn tại cường đại như thế, mặc dù trong lòng hắn không tình nguyện, cũng chỉ có thể gật đầu, với lại chỉ cần mọi chuyện của Liễu Nhạc Nhi tốt là được. Còn có, liên quan tới sự tình nơi đây, các người cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào biết. Nhìn thấy Hàn Lập đáp ứng, sắc mặt nam tử áo trắng hòa hoãn lại, nói. Hàn Lập nghe lời này, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một chút kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục gật đầu đáp ứng nam tử áo trắng thấy vậy khẽ vuốt cằm lật tay lấy ra một thẻ ngọc màu xanh ném tới hàn lập vô thức đưa tay tiếp được đây là địa đồ các ngươi nhanh rời khỏi nơi này sau này đừng trở lại đây nam tử áo trắng nói lời này ánh mắt quét qua dừng lại trên người ma quang nhiều hơn một chút trong mắt gã tựa hồ hiện lên vẻ khác lạ lập tức thân ảnh nhoáng một cái cả người lại tiêu thất vào hư không hàn lập nhíu mày lại gượng cười xem ra tu sĩ nhân tộc ở man hoang giới vực này thật không được hoan nghênh nếu không có duyên cứ liễu nhạc nhi, chỉ sợ vị nam tử áo trắng kia ngay cả lời nói cũng không thèm nói với hắn một câu, thậm chí cũng có thể trực tiếp ra tay với hắn. Phù, người này cho ta cảm giác đáng sợ hơn so với vệ kim tiên thái ất cảnh kia, chẳng lẽ là tồn tại đại la cảnh. Ma quang tựa hồ cũng thở nhẹ ra, chậm rãi mở miệng nói, hôi mang trong mắt chấp động một cái, liếc nhìn hàn lập một chút. Hàn lập không nói gì, im lặng một lát, hít sâu một hơi, tâm tư lắng lại, trong đầu khôi phục một chút thần thức chui vào trong thẻ ngọc màu xanh trong lòng của hắn bỗng nhiên vui mừng địa đồ nam tử áo trắng đưa cho có chút tường tận ngoài ra trong địa đồ rõ ràng đánh dấu bốn khu vực to lớn phía trên ghi rõ bốn khu vực này thuộc bốn đại tộc người sống chưa tiến nếu không giết chết không cần luận tội khu vực trước đây mình đi qua đúng là thuộc về thiên hồ nhất tộc xem ra lão tổ tộc này chính là vị nam tử áo trắng vừa rồi lúc trước liễu nhạc nhi bị người đồng tộc bắt đi bây giờ xem ra hơn phân nửa chính là thiên hồ nhất tộc này. Nếu như thế, ngược lại mình không cần phải lo lắng nhiều nữa. Mà ngoài bốn khu vực này, còn đánh dấu một lộ tuyến tương đối an toàn, một mực thông đến Hắc Sơn Tiên vực. Hàn Lập nhìn địa đồ một lát, thần thức rời khỏi đó. Hàn đạo hữu, trước mắt ngươi dự định như thế nào? Ma Quang thấy vậy, mở miệng hỏi, nếu người kia đã hạ lệnh trục khách, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này, miễn gây nên chuyện hiểu lầm không cần thiết. Hàn Lập cũng không nói thêm gì vất tay tế ra bích ngọc phi xa, sau đó tay bấm quyết vất lên. Đám mây màu trắng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một vụ cầu màu trắng nồng đậm, bao vây lấy kim đồng biến thành kim cầu rơi xuống trên phi xa. Hàn đạo hiểu, trên người người có túi đại linh thú âm thuộc tính không? Ma quang đột nhiên mở miệng nói ra, hàn lập nghe vậy khẽ giật mình, tìm ở trên người một cái, lật tay lấy ra một cái túi đại linh thú màu đen, đưa tới. Vật này là một túi đại linh thú âm thuộc tính lấy được từ cử linh, không gian khá lớn đa tả, mời đạo hữu chờ ta một lát, ma quang cảm ơn một tiếng, thân hình bay xuống dưới vực sâu, rất nhanh đã tới đáy vực. Khắp vực sâu nơi đây thủng trăm ngàn lỗ, biến thành một cái hố sâu lớn, nguyên bản sát khí nồng đậm nhau nhau tiết ra ngoài, giờ chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ. Ma quang phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, túi đại linh thú lập tức bắn ra, đồng thời chỗ miệng túi mở lớn ra, phát ra một cỗ hấp lực cường đại. Sát khí còn lại dưới đáy vực sâu ngay lập tức hội tụ đến, hóa thành một đạo cột khí màu đen chui vào trong túi đại linh thú sát khí còn lại nơi đây không nhiều lắm, bất quá trong chốc lát tất cả sát khí đều bị thu vào trong túi đại linh thú túi đại linh thú khô quắt bỗng phồng lên lắc lư vài cái bên trong truyền ra thanh âm chất lỏng chất lỏng va chạm nguyên bản cái túi nhẹ như lông hồng giờ phút này trở nên chịu nặng chừng hai ba trăm cân cách túi đại linh thú cũng có thể cảm ứng được sát khí vô cùng nồng đậm từ bên trong truyền ra trên mặt ma quang lộ vẻ vui mừng thu túi đại linh thú vào, thân hình bay vút lên, rơi xuống trên bích ngọc phi xa. Hàn lập nhìn ma quang một chút, cũng không nói gì thêm, tay vung lên. Kim sắc lôi quang lóe lên, thân ảnh giải đạo nhân nổi lên. Dựa theo lộ tuyến này, người đến điều khiển phi xa. Hàn lập đưa ngọc giản cho giải đạo nhân, phân phó một tiếng. Giải đạo nhân tiếp nhận ngọc giản, hơi tìm tòi một chút rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bích ngọc phi xa tỏa sáng hào quang, hóa thành một đạo lục hồng bay vụt về phía xa. Hàn Lập đi đến một bên phi xa, nhắm mắt ngưng thần, cảm ứng tiên khiếu trong cơ thể. Giờ phút này, bên trong 107 tiên khiếu, hơn phân nửa tiên khiếu đều là thông qua Huyền Sát Minh Linh công đột phá, bên trong mỗi tiên khiếu đều hiện lên ra một đoàn sát khí màu đen, chậm rãi chuyển động. Nhất là những tiên khiếu đột phá trong vực sâu này, sát khí màu đen trong đó càng thêm nồng đậm. Trong lòng Hàn Lập thở dài, mặc dù dựa vào Huyền Sát Minh Linh công để cao tu vi cực nhanh, nhưng lại giống như uống rượu độc giải khát. Thời gian tới muốn tiến giai thái ất cảnh, chỉ sợ càng thêm khó khăn. Dù sao, đột phá thái ất cảnh phải đối mặt thiên nhân ngũ suy trong đệ ngũ suy, mà sát khí này vốn là đại địch. Hắn im lặng một lát, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chậm rãi vận chuyển công pháp, khôi phục nội thương do đại chiến lúc trước gây ra. Chương 599, đệ ngũ suy, một chỗ ở chân tiên giới, trong một tòa đại điện màu trắng bạc lơ lửng giữa không trung nằm trong không gian màu vàng nào đó có bốn năm bóng người đang ngồi vây quanh trò chuyện với nhau trên đài cao. Trên thân mỗi bóng người này hiện lên đủ loại linh quang, che lại hơn phân nửa dung mạo. Hùng đạo hiếu, người đến tiên ngục chúng ta đã được một thời gian, vậy đã thích ứng chưa? Một người toàn thân bao phủ trong ánh sáng màu trắng hỏi người bên cạnh. Người được hỏi thăm thì bao phủ trong một tầng ánh sáng màu vàng, dung mạo hơ mồ, nhưng vẫn cảm thấy đó là một gã thanh niên. Mọi chuyện đều ổn, người tỏa hào quang màu vàng trả lời. Hai nhà chúng ta là thế giao, vài ngày trước ngươi vừa mới đột phá kim tiên hậu kỳ, cần thời gian củng cố tu vi, không nên chấp hành nhiệm vụ, cứ mở miệng, ta sẽ báo cáo với đại nhân tranh thủ cho ngươi ít thời gian. Người tỏa ra hào quang màu trắng vỗ ngực nói ra, đa tạ huyền đạo hiếu, cảnh giới của ta bây giờ đã củng cố, không cần an bài gì khác. Người tỏa kim quang trả lời lại, không hổ hùng đạo hiếu là thiên tài kiếm tu, năm đó mới vào tiên ngục chỉ có cảnh giới kim tiên sơ kỳ, vậy mà một mình chém giết gã nghịch phạm cảnh giới trung kỳ của luân hồi điện, Tu vi bây giờ tinh tiến nhanh chóng, ngày sau sẽ lập đại công như nằm trong lòng bàn tay." Một tên khác toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ nói ra. "Địch đạo hữu quá khen, năm đó chẳng qua chỉ là may mắn đắc thủ thôi." "Đúng rồi, hôm nay chúng ta khó lắm mới tụ hội được, làm sao không thấy công thâu đạo hiếu. Người tỏa ra kim quang khiêm tốn cười nói, tựa hồ không muốn nói nhiều về bản thân mình liền chuyển chủ đề. Tộc đệ của công thâu Thiên đã chết tại Bắc Hàn Tiên vực cách đây không lâu, hắn vẫn muốn truy ra hung thủ." đáng tiếc đại nhân một mực không cho phép, trong lòng hắn tức giận khó mà bình tĩnh được. Cách đó vài ngày thiên kính giám sát đã cảm ứng ở man hoang giới vực, nằm giữa Bắc Hàn tiên vực cùng hắc thổ tiên vực, hình như có người tu luyện đại thành luyện thần thuật tầng 4 hiện thân, công thâu thiên đã xin đuổi theo tra xét chuyện này. Người tỏa hào quang màu đỏ nói ra chậm rãi, chuyện này xảy ra khi nào, sao ta lại không nghe chút phong phanh nào, ba tầng luyện thần thuật trước không nói, vậy mà có người có thể tu luyện thành tầng thứ tư, xem ra lần này luân hồi điện không yên tĩnh rồi. Người tỏa hào quang màu trắng ngưng trọng nói ra, trước đó không lâu các người chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, lúc ấy chỉ có một mình ta ở đây. Luân hồi điện, hắc hắc, chưa bao giờ yên tĩnh cả. Người tỏa hào quang màu đỏ nói, tình huống trong man hoang giới vực rất phức tạp, những tộc đàn man hoang cực kỳ căm ghét tu sĩ chúng ta, nhất là người thiên đình chúng ta lại càng xem như đại thù, muốn đi vào trong đó truy xét sợ không dễ dàng. Người tỏa kim quang trước mắt, chậm rãi nói, điều này cũng đúng, chỉ sợ chuyến này công thâu thiên trở về tay không rồi người tỏa ra quang mang màu đỏ lắc đầu bất đắc dĩ người tỏa hào quang màu vàng trước mắt không biết đang suy nghĩ cái gì thời gian trôi qua trong nháy mắt đã qua hơn nửa năm trên không trung một mảnh hoang vu ở man hoang một đạo lưu quang màu xanh lá lướt nhanh về phía chân trời trong khoảnh khắc liền biến mất ở không trung chỉ kịp lưu lại một vệt màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt bên trong lưu quang màu xanh lá là một cỗ phi xa cùng màu Hàn Lập khoanh chân ngồi trên phi xa, kim quang chấp động quanh người, đang lẳng lặng tu luyện, ngay trước người là một đám mây màu trắng. Không biết trải qua bao lâu, kim quang trên người hắn từ từ tiêu tán, lộ ra thân hình, từ từ mở to mắt, nháy mắt vài cái. Khổ tu hơn nửa năm, thương thế trên người hắn cũng khỏi hẳn, lực lượng thần thức trong đầu cũng hoàn toàn hồi phục. Hắn nhìn đám mây màu trắng phía trước, trong đám mây là quả cầu màu vàng lấp lánh, kim đồng vẫn như cũ không có dấu hiệu thức tình. Hàn lập nhíu mày rồi lại giãn ra lần này kim nhi thôn phệ đầu phệ kim tiên thái ất hậu kỳ chỉ sợ thời gian ngủ say sẽ lâu hơn nhiều so với trước từ ngày đại la hồ tộc đưa cho địa đồ hành trình của hắn cũng tương đối an toàn không cần vội vã làm gì cả hắn rời ánh mắt nhìn về phía ma quang cùng tỷ hưu tỷ hưu nằm ở một góc ở phi xa toàn thân nhấp nháy hào quang màu trắng nhìn như đang ngủ gà ngủ gật ma quang thì đang ngồi xếp bằng toàn thân ẩn hiện hào quang màu đen ôm trong ngực túi linh thú đại màu đen trong túi không ngừng tuôn ra từng sợi sát khí màu đen chui vào trong cơ thể gã ồ hàn lập nhìn vào hắc quang chợt khẽ kêu một tiếng mặc dù lúc này ma quang mượn nhờ sát khí tu luyện nhưng trên người gã tỏa ra dao động sát khí lại phi thường yếu ớt thậm chí không bằng chính mình bây giờ gã đã phụ thân vào thể xác hôi tiên cao dai này thì ý nghĩa nào đó gã cũng không thua kém bao nhiêu hôi tiên đúng ra sát khí phải nồng đậm hơn xa hắn mới đúng hàn đạo hữu làm sao vậy Ma quang dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Lập, liền mở mắt đình chỉ tu luyện. Sát khí trên người ngươi vì sao lại dao động yếu ớt như vậy, hay là ngươi sử dụng bí thuật che giấu khí tức? Hai mắt Hàn Lập nhìn thẳng vào ma quang, phát hiện hai mắt của gã không có màu xám như hôi tiên, mà gần giống màu đen của nhân tộc, nếu không nhìn kỹ sẽ cô phát hiện được. Hắn vẫn còn suy nghĩ làm thế nào che giấu sát khí nồng đậm để mang gã vào Hắc sơn tiên vực, xem ra hiện giờ không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa hàn đạo hữu nói sai rồi ta vẫn tu luyện bình thường cũng không thi triển bí thuật che giấu khí tức gì cả ma quang hơi lo nói như thế gã vừa nói xong lập tức phát hiện ra sát khí trên người mình yếu ớt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tại sao lại như thế ma quang thầm thì nói ra tựa hồ cũng không biết nguyên do gì ngươi không làm gì vậy tại sao nhìn không khác người thường thế hàn lập liền nói a từ khi thoát ra chỗ sát khí vực sâu thân thể ta cũng không cảm thấy có gì bất thường Ngược lại từ khi ngươi cho ta uống viên thuốc kia, dường như bên trong đan biển sinh ra luồng khí xoáy kỳ là hai mắt ma quang nhắm lại. Sau một lúc lâu có chút ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi nói là hư nguyên đan? Nó có công hiệu thu liễm sát khí. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, truy hỏi, không sai, luồng khí xoáy này có thể thu liễm sát khí lại. Lại nói, ta nuốt viên đan này đã qua một thời gian, trước đây ngược lại không phát hiện tác dụng này. Ma quang liền trả lời, hư nguyên đan. Ánh mắt Hàn lập chớp động không thôi. Ý niệm trong đầu quay cuồng. Đan này ngược lại rất đặc biệt, ta có thể cảm nhận được lực lượng đan dược hình thành luồng khí xoáy này không phải là có mãi, hiện đang tiêu tán từng chút một, chỉ sợ duy trì đại khái vài năm, nhiều nhất là 10 năm, ma quang quan sát trong cơ thể lần nữa, nói ra. Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt khẽ động liền gật đầu nhẹ. Trước kia hắn tưởng tác dụng hư nguyên đan là thức tỉnh thần hồn hôi tiên, tuy nhiên quan sát tình hình trên người ma quang, chỉ sợ tác dụng chính là để thích ứng thiên địa linh khí chân tiên giới áp chế sát khí trong cơ thể, nhằm mục đích sống lại. Như vậy, mình và Ma Quang tiến vào tiên vực khác, xem ra át không thể thiếu đan này. May mắn là hắn lấy được không ít tài liệu hắc vì tinh luyện chế hư nguyên đan trong pháp khí chữ vật từ thi thể hôi tiên, còn những tài liệu còn thiếu cũng không quá mức chân quý, hẳn là có thể thu mua ở Luân Hồi Điện. Hàn lập lật tay lấy ra mặt nạ Luân Hồi Điện, mở ra giới diện giao dịch, treo thưởng những món tài liệu cần mua. Làm xong hết thảy, hắn lấy ra một khối hắc vỉ tinh rồi quan sát cẩn thận. Bên trong hắc phù tinh, từng sợi sát khí tinh thuần tới tận cùng quanh quẩn trong đó. Phẩm chất những khối hắc phù tinh này tốt hơn không ít so với khối giao tam đưa hắn trước đây. Luyện chế đan dược cần phải khống chế cân bằng, nếu dùng vật này luyện chế hư nguyên đan thì hắn cần phải điều chỉnh một ít trình tự luyện chế. Trong đầu Hàn Lập đang suy nghĩ về chuyện này, đúng lúc đó, sát khí trong tiên khiếu ở cơ thể hắn đột nhiên rung lên, quay cuồng dữ dội, không thể khống chế được. Thân thể của hắn chấn động, từng luồng hắc khí đen như mực từ trên người tuôn ra nhanh chóng lan ra xung quanh, trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh vào. Những hắc khí này tỏa ra sát khí ngút trời, trong mắt Hàn Lập nổi lên từng đạo huyết hồng, cả người tựa như hóa thành một tôn sát thần đáng sợ. "Hàn đạo hữu, ngươi, mà quang chứng kiến cảnh này, sắc mặt đại biến, la lên thất thanh." Tỳ Hưu cùng giải đạo nhân cũng chú ý tới tình hình Hàn Lập, đều giật cả mình. "Các ngươi chờ ở chỗ này, không được đi theo ta." Hàn Lập đột nhiên đứng lên, nói với mấy người một tiếng. Thân hình liền lao ra bay xuống phía dưới. Phía dưới là sơn mạch dài bất tận, khắp núi xanh tươi, linh khí có chút nồng đậm. Giữa hai ngọn núi có một cái hẻm lớn, có một nhánh sông từ đáy cốc từ từ chảy qua. Bên trong sơn mạch có không ít yêu thú cư trú, nhưng lúc này cảm ứng được khí tức đáng sợ trên người Hàn Lập phát ra, trong nháy mắt lập tức bỏ chạy tứ tán. Hàn Lập lập tức bay thẳng vào trong hẻm núi, không nói năng gì liền phất tay đánh ra một quyền. Vách núi trước mặt vang lên tiếng nổ lớn ầm ầm bị đánh ra một cái sơn động. Hắn bay vào trong đó, vội vàng bố trí một tầng cấm chế xung quanh, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Toàn thân đại phóng kim quang bao trùm thân hình, thế nhưng một ít sát khí màu đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra liên tục, hơn nữa càng phát ra nồng đậm. Trên phi xa, chủ nhân làm sao vậy? Tì hưu ngạc nhiên hỏi, nhìn tình hình này, có lẽ là một suy cuối cùng của thiên nhân ngũ suy của tu sĩ bọn hắn, sát suy đã phủ xuống. Ma Quang nói ra, giải đạo nhân liếc nhìn Ma Quang, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phi xa hạ xuống sơn mạch, dừng lại tương đối xa hẻm núi của Hàn Lập. Chủ nhân vừa mới đạt tới kim tiên đỉnh phong, tại sao lại bị sát suy phủ xuống sớm như thế? Sắc mặt tì hưu khó coi nói ra, Hàn Đạo Hữu đã dùng sát khí trùng kích tiên khiếu, sát khí trong cơ thể hắn vốn đã nồng đậm vô cùng, sát suy phủ xuống nhanh như thế cũng hợp tình hợp lý. Trong mắt ma quang lóe lên màu xám, nói như thế. Sát suy cực kỳ lợi hại, chính là một bước khó khăn nhất của thành tựu thái ất ngọc tiên ta đi theo bên cạnh công thâu cửu đã từng gặp vô số người chuẩn bị nhiều năm đều không thể vượt ra cuối cùng lại bị sát khí cắn trả lâm vào điên cuồng mà chết chủ nhân mới vừa mới đạt tới kim tiên bình phong chỉ sợ chưa kịp chuẩn bị gì cả lần độ kiếp này chỉ sợ tỳ hưu thở dài nói ra ma quang nghe vậy tinh quang trong mắt lập lòe không biết đang suy nghĩ gì giải đạo nhân im lặng nhìn về sơn động phía xa thần tình đờ đẫn như trước chương 600, đối kháng. Trong sơn động, Hàn Lập khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh, kim quang từ trên người hắn phun ra chói mắt, chân ngôn bảo luân cũng hiển hiện ra. Từng cỗ lực lượng thời gian pháp tác tinh thuần tràn ngập giữa kim quang như sóng lớn cuồn cuộn, bao bọc thân thể hắn lại. Trong lòng Hàn Lập biết rõ hơn bất luận kẻ nào, dấu hiệu này chính là đệ ngũ suy của thiên nhân ngũ suy, sát suy sắp phủ xuống. Bởi vì lúc trước được một phen cơ duyên tạo hóa, Tu vi của hắn tại cảnh giới kim tiên đột nhiên tăng mạnh, mặt khác bởi vì kim tiên tu luyện năm này tháng nọ, về sau có khả năng tao một tứ suy, chỉ sợ sẽ không hàng lâm trên người hắn. Nhưng bây giờ hắn cách thái ất cảnh vẻn vẹn một bước ngắn, để ngũ suy bất luận thế nào cũng không thể tránh khỏi. Truy xét nguyên nhân, chỉ sợ trước đây vì muốn hóa giải nguy cơ, bản thân tu luyện huyền sát minh linh công do mặc vũ cung cấp, ngoài ra, bản thân cũng tu luyện luyện thần thuật đến tầng thứ tư, tựa hồ cũng liên quan tới việc này. Mặc dù trước đây mình đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc suy này đột nhiên hàng lâm, làm hắn có cảm giác trở tay không kịp. Nhưng nếu nó đã đến, cũng chỉ có thể đối mặt. Sát suy này bộc phát mãnh liệt vô cùng khác với những khiếu suy trước kia, hắn cảm thấy sát khí nguyên bản ẩn núp trong cơ thể đang dần dần sao động, không ngừng trùng kích vào thần thức hải, đồng thời có bộ phận sát khí dẫn động sát khí trong hơn 10 tiên khiếu ẩn chứa sát khí, khiến cho sát khí trong đó bắt đầu tràn ra bên ngoài cơ thể bây giờ hàn lập cảm thấy sự bạo ngược trong lòng đang không ngừng tăng lên nếu không phải lực khắc chế của mình rất mạnh chỉ sợ sớm đã lâm vào điên cuồng rồi đồng thời giữa không trung vị trí sơn động hàn lập chẳng biết lúc nào trở nên âm u bầu trời xuất hiện từng đám mây đen mơ hồ có từng đạo hồng ảnh cuồn cuộn trong đó trong hư không lập tức vang lên thanh âm ô ô giống như oan hồn tiếng quỷ khóc bên trong mấy trăm dặm phụ cận hoa cỏ cây cối nhanh chóng trở nên héo rũ mặt đất và núi đá cũng chậm rãi biến thành màu nâu đen nguyên bản vùng đất non xanh nước biếc, trong nháy mắt biến thành như địa ngục u minh, đám người ma quang phía xa chứng kiến cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi. Không bao lâu, phía trên làn da khắp cơ thể Hàn Lập hiện ra mấy khối đen lốm đốm, giống như bị mực tàu xâm nhiễm, chậm rãi mở rộng ra, đồng thời bên trong lực lượng thần thức tinh khiết trong đầu cũng hiện lên nhẹ nhẹ hắc quang. Trong mắt của hắn càng đỏ hơn, trong lòng nổi lên một cỗ dục vọng muốn giết chóc. Trong miệng Hàn Lập quát khẽ một tiếng, hai tay bấm pháp quyết mãnh liệt, một hồi tiếng lôi minh trầm thấp vang lên, trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo hồ quang điện màu vàng lớn bằng ngón tay cái, đúng là ích tà thần lôi. Cùng lúc đó, trên người hắn lại hiện ra các màu linh quang tiên khí, đan vào nhau lập lòe. Hồ quang điện màu vàng rung động đi đùng, chấp động lên, nhưng những ích tà thần lôi này nguyên bản khắc chế hết thảy lực lượng âm sát, bây giờ lại không hề có tác dụng với sát khí trên thân hàn lập. Ngược lại, sát khí nồng đậm không ngừng ăn mòn xuống, ít tà thần lôi nguyên bản vừa thô vừa to chói mắt nhanh chóng trở nên hết sức ảm đạm rất nhanh hoàn toàn biến mất mà những linh quang tiên khí kia bị sát khí xông lên cũng nhanh chóng ảm đạm xuống chỉ có một ít lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó thoáng ngăn cản sát khí lại chỉ tiếc sát khí trùng kích quá mức mãnh liệt những lực lượng pháp tắc mỏng manh của tiên khí kia rất nhanh chóng đỡ hết nổi biến thành tổ ong chỉ còn lại lực lượng thời gian pháp tắc của hàn lập một mình trèo trống đối với tình huống này hàn lập cũng không kinh ngạc hai tay đang không ngừng giao thoa, bấm pháp quyết. Chân ngôn bảo luân phía sau hắn nhanh chóng chuyển động, thời gian đạo văn phía trên rung rung lập lòe, từ trong không ngừng tuôn ra từng cỗ thời gian chi lực, ngoan cường chặn lại nhưng sát khí này trùng kích. Mặc cho những sát khí này trùng kích mãnh liệt như thế nào, thời gian pháp tắc đều vững chắc không ngã, gắt gao ngăn chặn phía trước. Hàn lập chứng kiến cảnh này, trong lòng âm thầm buông lỏng. Mặc dù đối với lần sát suy bộc phát này xác thực hắn cũng không chuẩn bị nhiều, nhưng cũng không phải là không có nghiên cứu qua, uy lực suy này cực kỳ đáng sợ, nhất là bạo phát giống như thiên hà đứt gãy, hồng thủy sụp đổ, mạnh mẽ vô cùng, không giống bốn suy kia như gió nhẹ mưa phùn. Đại đa số mọi người ngăn cản không nổi sát khí bộc phát mãnh liệt, sau khi sát suy hàng lâm không lâu liền lâm vào điên cuồng, cuối cùng Nguyên Anh cùng thân thể bạo liệt cùng một chỗ mà chết. May mắn hắn có thời gian pháp tắc là một trong tam đại trí tôn pháp tắc hộ thể, nếu không cũng không nhất định sống qua cửa thứ nhất này tuy lực lượng thời gian pháp tắc này cường đại nhưng những sát khí này cũng không phải là thứ từ bên ngoài đến mà là xuất phát từ tiên khiếu trong cơ thể hắn bất luận lực lượng thời gian pháp tắc ngăn cản kiệt lực như thế nào vẫn có bộ phận sát khí chậm rãi xâm nhập vào trong thân thể và trong đầu hắn vết đen lốm đốm trên thân hàn lập nhanh chóng lan tràn ra bây giờ đã lan đến nửa người hồng mang trong mắt sáng ngời sự khát máu trong lòng cũng đang không ngừng tăng lên hắn vận chuyển luyện thần thuật ngăn chặn tạp niệm trong lòng đồng thời vung tay lên lòng bàn tay lóe lên bạch quang, nhiều ra một hộp ngọc màu trắng có hoa văn, phía trên dán một chương phù lục màu bạc, phát ra đạo đạo tia sáng trắng, trong đó xen lẫn chấn động lực lượng pháp tắc nhẹ nhẹ. Trong miệng Hàn Lập nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, bấm nhanh mấy cái pháp quyết. Phù lục màu bạc tản mát ra hào quang sáng ngời mãnh liệt, sau đó phù một tiếng bốc cháy lên biến thành cho tàn. Hộp ngọc phát ra một tiếng vang nhỏ, tự động mở ra, bên trong nằm lặng yên một viên đan dược màu bạc lớn bằng quả long nhãn, tản mát ra mùi thuốc vô cùng nồng đậm, đúng là thái ất đan. Năm đó Hàn Lập liều chết may mắn cướp được ba miếng thái ất đan, nếu không hôm nay thật sự không biết phải làm cái gì bây giờ. Hắn cầm lấy đan dược, ngửa đầu phục dụng, lập tức dùng tiên linh lực bao bọc đan này, hung hăng luyện hóa. Thái ất đan tản mát ra tia sáng trắng lập tức đại thịnh, hơn nữa tản mát ra từng cỗ khí tức cực nóng, dưới bụng Hàn Lập đau đớn từng trận như bị cháy, giống như hóa thành một đoàn hỏa cầu màu bạc. Hàn Lập hít sâu một hơi, nhẫn nại chịu đựng sức nóng của thái ất đan tiếp tục thúc giục tiên linh lực luyện hóa thái ất đan tản mát ra tia sáng trắng sáng ngời lần nữa lúc tia sáng trắng chấp động tản mát ra từng dòng nước ấm to lớn nhanh chóng chảy xuôi trong cơ thể hắn sát khí trong cơ thể hàn lập chạm đến dòng nước ấm này lập tức như băng tuyết gặp lửa nhanh chóng hòa tan biến mất bất quá dòng nước ấm này cũng đang không ngừng tiêu hao ánh sáng màu đỏ sáng lên trong mắt hắn chậm rãi dừng lại sau đó bắt đầu tối xuống điểm lấm tấm màu đen trên thân cũng đình chỉ khuếch tán, bắt đầu biến mất. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, Thái Ất Đan quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn không nói hai lời tiếp tục bấm pháp quyết, luyện hóa Thái Ất Đan xua tán sát khí trong cơ thể, ngừng cảm giác hết thảy mọi chuyện ngoại giới. Trong sơn động, trên thân Hàn Lập hiện ra quang mang màu trắng bạc nhẹ nhẹ, cùng kim quang giao nhau ánh lên ánh sáng rực rỡ. Giữa hào quang màu trắng bạc lộ ra một mùi thuốc kỳ dị, mặc dù cách thật xa nhưng đám người ma quang cũng ngửi được rõ ràng. Ô, chủ nhân đã bắt đầu luyện hóa sát khí, còn có mùi hương thuốc này, chẳng lẽ chủ nhân đã sớm chuẩn bị ứng phó sát suy này? Giữa không trung, Tỳ Hưu vừa mừng vừa sợ, trên mặt ma quang lộ ra một tia ngoài ý muốn, không nói gì thêm. Trong mắt Giải đạo nhân chấp động kim quang, không nói một lời thúc giục Phi Sa đáp xuống một chỗ phụ cận. Tỳ Hưu trông thấy hai người còn lại không nói gì, cũng cúi đầu nằm xuống, trên Phi Sa lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua hơn nửa năm sát khí trong có thể hàn lập bị đuổi tản ra hơn phân nửa vết đen lốm đốm trên thân cơ bản đã biến mất chỉ còn lại có mấy khối nhỏ sát khí trong đầu cũng giống như vậy hầu như hoàn toàn biến mất bất quá quả thái ất đan trong cơ thể hắn giờ đã hoàn toàn bị luyện hóa biến mất vô tung dòng nước ấm to lớn chậm rãi biến mất sát khí lưu lại trong cơ thể hàn lập đã bị dồn đến một góc khi dược lực dòng nước ấm vừa biến mất những sát khí này lập tức cuồn cuộn lên thậm chí có dấu hiệu sống lại lần nữa trong lòng của hắn thất kinh lập tức lại lật tay lấy ra một hộp ngọc màu trắng, bên trong lại là một quả thái ất đan. Hàn lập cầm lấy quả thái ất đan này, không trần chờ chút nào, lần nữa nuốt xuống. Đan dược nhập vào cơ thể, dòng nước ấm gián đoạn được tiếp tế, lại đánh tới những sát khí còn lại kia. Đã có quả thái ất đan thứ hai, cũng không lâu lắm, những sát khí còn lại kia rất nhanh bị càn quét không còn. Vết đen lốm đốm bên ngoài thân hàn lập đều biến mất, làn da trở nên trắng muốt như ngọc, thậm chí mơ hồ nhìn xuyên thấu qua làn da cùng huyết nhục, có thể thấy từng đám xương cốt trong cơ thể. Nhưng Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ nhẹ nhàng, sát khí trong cơ thể tuy rằng bị càn quét không còn, nhưng trong lòng hắn biết rõ, cũng chưa hoàn toàn vượt qua sát suy này. Trong cơ thể hắn mở ra 107 tiên khiếu, trong đó có 71 tiên khiếu là dùng sát khí để trùng kích mở ra. Sát khí trong cơ thể hắn tuy rằng bị dược lực thái ất đan xua tán, nhưng trong mỗi 71 tiên khiếu này chiếm cứ từng đạo hắc ti sát khí, cũng không có bị dược lực thái ất đan xua tán. Hàn Lập thấy cảnh này, nhăn mày lại, quả nhiên như hắn sở liệu, những sát khí trong những tiên khiếu này đã trở ngại con đường tiến giai thái ất của hắn. Bất quá sau một khắc, lông mày nhíu lại của hắn liền giãn ra. Tuy rằng sát khí trong những tiên khiếu này còn chưa khu trừ, nhưng dược lực quả thái ất đan trong cơ thể hắn còn thừa hơn phân nửa, hơn nữa trên người hắn còn có quả thái ất đan đặc biệt thứ ba, khu trừ những sát khí trong những tiên khiếu này có lẽ dư xài. Hàn Lập hít sâu một hơi, thúc giục lực lượng dược lực thái ất đan còn thừa đánh tới những sát trí trong tiên khiếu từng dòng nước ấm mạnh mẽ dũng mãnh tiến vào trong tiên khiếu những hắc ti sát khí kia lập tức chấn động cuồn cuộn lên nhưng mà khác với những sát khí vừa rồi mặc cho dòng nước ấm trùng kích như thế nào những hắc ti sát khí này chỉ liên tục dung chuyển giống như sớm đã cắm dễ thật sâu trong tiên khiếu không có bị đuổi ra hàn lập thấy cảnh này trong lòng trầm xuống tiếp tục thúc giục dược lực thái ất đan bao trùm những hắc ti này hung hăng đẻ ép nó Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại qua tiếp nửa năm. Thần sắc nhẹ nhõm trên mặt Hàn Lập đã không còn thấy, thoạt nhìn rất là âm trầm. Nỗ lực nửa năm qua, thoạt nhìn những hắc ti sát khí trong tiên khiếu ảm đạm vài phần so với trước, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy thôi, những thứ sát khí trong tiên khiếu này vẫn như cũng một mực chiếm giữ nơi này. Bên trong 71 tiên khiếu, không có một hắc ti sát khí nào bị đuổi ra. Trong mắt Hàn Lập chớp động lãnh mang, nắm chặt nắm đấm. Vào thời khắc này, một tiếng vang nhỏ từ trong cơ thể hắn truyền ra. Rốt cuộc đã luyện hóa hoàn toàn dược lực quả thái ất đan thứ hai, hóa thành từng điểm hào quang màu trắng bạc, biến mất vô tung. Thái ất đan biến mất, dòng nước ấm trong cơ thể nhanh chóng biến mất trong tiên khiếu. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh, dược lực thái ất đan vừa mới biến mất, hắc ti sát khí trong tiên khiếu lập tức sáng ngời mãnh liệt, tựa hồ hung ma bị đè nén hồi lâu rốt cuộc mất đi kiềm chế, bỗng nhiên bộc phát. Hắc ti sát khí tản mát ra hắc mang sáng ngời, hơn nữa nhanh chóng tự chuyển động. chương 601, Ngộ Biến Tổng Quyền, tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập lập tức dâng lên, bị hút vào trong những tiên khiếu này, đồng thời thiên địa linh khí bên ngoài cũng cuồn cuộn chen chúc tiến vào bên trong tiên khiếu. Từng đợt âm thanh quái dị xì xào từ trong những tiên khiếu này truyền ra, nương theo đó là từng cỗ sát khí tối tăm vô cùng từ trong đó tuôn ra, xâm nhập vào thân thể hắn. Những sát khí này tối tăm đen kịt vô cùng, tựa hồ có thể hút hết thảy ánh sáng vào trong đó, so với sát khí trên thân hàn lập trước kia càng thêm mãnh liệt. Không chỉ như thế, những hắc ti sát khí bên trong những tiên khiếu đó cũng lan tràn ra, vậy mà lan sang những tiên khiếu không có tồn tại sát khí. Xảy ra chuyện gì, sắc mặt hàn lập biến đổi, vội vàng thúc giục lực lượng thời gian pháp tắc ngăn cản. Chỉ là lần phát sát khí này càng thêm mãnh liệt so với lúc trước, lực lượng thời gian pháp tắc mơ hồ có xu thế ngăn cản không nổi, trong đôi mắt huyết hồng của hắn thỉnh thoảng hiện lên một tia hôi mang. Sắc mặt hắn biến đổi lần nữa, một tay bấm niệm pháp quyết toàn lực vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh ý đồ chống cự sát khí trùng kích đồng thời tay kia lóe lên bạch quang nhiều ra một hộp ngọc màu trắng mở ra bên trong nằm lặng yên một viên thái ất đan khác với hai viên thái ất đan lúc trước trên viên thuốc này có từng đường vân màu bạc tổ hợp cùng một chỗ mơ hồ hình thành một hoa văn đầu tam túc kim ô đan dược tản mát ra khí thức mạnh mẽ hơn không ít so với hai quả thái ất đan kia Hàn Lập dùng hai ngón tay trắng nón cẩn thận từng ly từng tí kẹp viên thái ớt đan này lên, lúc đưa đến bên miệng đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn ngón tay kẹp viên đan dược, ánh mắt chấp động. Thế tới sát suy vừa nhanh vừa mạnh, vượt xa dự tính của hắn. Cuối cùng phẩm chất quả thái ớt đan này tuy rằng vượt trên hai quả thái ớt đan trước, nhưng có thể xua tán hắc ti sát khí trong tiên khiếu hay không, một điểm nắm chắc hắn cũng không có. Căn cứ tình huống lúc trước, chỉ sợ khả năng thất bại là rất lớn. Thậm chí hắn còn phỏng đoán, tu sĩ kim tiên hậu kỳ bình thường tuy rằng trong quá trình tu luyện khó tránh khỏi giết chóc nhưng sát khí động lại cũng không nhiều bằng mình trực tiếp thông qua tu luyện sát khí trùng kích tiên khiếu một quả thái ất đan bình thường chỉ sợ là hóa giải được nhưng tình huống của hắn bây giờ cũng không kém bao nhiêu so với nửa tên hôi tiên nuốt thái ất đan hơn phân nửa là không được việc rồi trừ phi mình nghĩ cách giải quyết vấn đề sát khí bên trong tiên khiếu bản thân để cho mình khôi phục lại trạng thái bình thường ánh mắt hàn lập chợt ngưng tụ buông viên thái ất đan trong tay xuống lật tay thu hồi nó nhìn lại phía xa truyền âm một tiếng trong một sơn cốc ẩn kín cách sơn động hàn lập không xa đám người ma quang đang khoanh chân ngồi các nơi bích ngọc phi xa đậu ở một góc phía trên lập lòe kim sắc quang mang kim đồng bên trong vẫn như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh cùng lúc đó sắc mặt ma quang khẽ động đứng lên ngươi muốn gì bốn chân tiểu bạch tỳ hưu đột nhiên đạp một cái nhảy dựng lên chắn trước phi xa cảnh giác nói chủ nhân của ngươi bảo ta qua ma quang không thèm nhìn tỳ hưu Nói nhàn nhạt một tiếng, sau đó thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo hắc quang bắn ra. Không bao lâu, thân hình gã xuất hiện trước sơn động Hàn Lập. Cấm chế trong sơn động tự động mở ra, lộ ra một lối đi, Ma Quang cất bước đi vào, lập tức một cỗ sát khí nồng đậm đến cực điểm kéo tới đập vào mặt gã, âm phong rét thấu xương. Thân hình Ma Quang không ngừng chút nào, chậm rãi đi đến phía trước, không bao lâu, một thân ảnh mơ hồ bao phủ trong hắc khí và kim quang xuất hiện trước mặt gã, dù có một đôi mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ. Đặc biệt sáng ngời. Hàn Đạo Hữu, thân sắc ma quang không biến, chậm rãi mở miệng nói: "Ma quang Đạo Hữu, gọi ngươi tới đây là muốn mời ngươi giúp ta một tay." Hàn Lập vừa toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc, vừa nói với ma quang, lời nói chậm chạp, tựa hồ nói cũng có chút khó khăn. "Ta hiểu được, hành động lần này cũng không có gì mạo hiểm, ngược lại còn có ích lợi cho ta." Ma quang gật đầu nhẹ, tựa hồ minh bạch ý tứ Hàn Lập, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập hàn lập cũng không nói thêm gì nữa lập tức động thủ hắn phất một tay áo lên mấy trăm trận kỳ màu đen đồng loạt bắn ra rơi các nơi chung quanh sơn động hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết những trận kỳ màu đen này trợt hiện hắc quang từng trận hoa văn màu đen nhanh chóng hiển hiện ra rất nhanh tạo thành một pháp trận màu đen to vài trường trong miệng hàn lập lẩm bẩm bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết chui vào trong pháp trận pháp trận màu đen lập tức sáng ngời sau đó quanh người hắn phốc suy một tiếng hiện ra mấy đoàn hắc quang to cỡ cánh tay đâm vào trong cơ thể của hắn. Sát khí màu đen cuồn cuộn kịch liệt trên thân Hàn Lập lập tức ngừng lại một lát, sau đó thuận theo mấy đoàn hắc quang này, rót vào giữa pháp trận màu đen. Mỗi một trận hoa văn trên pháp trận đều nổi lên hắc quang âm u, sát khí nồng đậm nhanh chóng chảy xuôi theo những trận hoa văn này. Sau mấy hơi thở, bên trong pháp trận màu đen liền tràn đầy sát khí nồng đậm. Giờ khắc này, trận hoa văn chung quanh ma quang cũng bỗng nhiên sáng ngời, số đạo hắc quang từ trong hiển hiện ra, đâm vào trong cơ thể gã. Sát khí nồng đậm trong pháp trận tựa hồ đã tìm được một chỗ tháo nước, chen trúc chui vào trong cơ thể ma quang. Thân thể ma quang khẽ run lên, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt không sợ mà còn lấy làm mừng, hai mắt khép lại, trên thân nổi lên từng trận hắc quang, nhanh chóng thôn vệ sát cây SS đang chen trúc đến. Trong thời gian ngắn, đại khái ba thành sát khí trong cơ thể Hàn Lập thông qua pháp trận đã truyền vào thân ma quang sát khí lượn lờ quanh thân ma quang, hai mắt gã nhắm nghiền, giống như đang vận công luyện hóa cỗ sát khí nồng đậm này. Sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, trong miệng lần nữa tụng niệm chú ngữ, tay phải bấm niệm pháp quyết nắm chặt. Phần Phật một âm thanh vang lên, nơi lòng bàn tay hắn chấp động kim quang, một cái bình ngọc màu vàng ngưng tụ ra từng điểm kim quang, ở trên bình ngọc khắc rõ sáu đoàn thời gian đạo văn, lập lòe nhẹ nhàng, tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ thần bí, đúng là quang âm tịnh bình trong bình ngọc lẳng lặng nằm một giọt linh dịch màu vàng hơi mờ chớp động lên linh quang nhàn nhạt, nhạt ngoại trừ màu sắc bất đồng ra linh dịch này tương tự với lục dịch do trưởng thiên bình ngưng tụ ra nếu nói những năm này hàn lập không có chuẩn bị chút nào cho sát suy chính là không thỏa đáng những năm qua trốn chối chết ở man hoang thời điểm nhàn dỗi hắn đều thi triển thần thông quang âm tịnh bình hấp thu tinh hoa thiên địa nhật nguyệt ngưng tụ quang âm thủy tích. nhiều năm kiên trì như vậy cuối cùng ngưng tụ ra được một giọt hàn lập bấm niệm pháp quyết Điểm một cái vào hư không về phía quang âm tịnh bình, một đạo kim quang lập tức từ lòng bàn tay bắn ra, chui vào trong quang âm tịnh bình. Thời gian đạo văn trên thân bình lập tức sáng ngời, từng miếng phù văn màu vàng trong bình hiện lên, miếng quang âm thủy tích cũng chậm rãi từ đáy bình lơ lửng lên. Phù văn màu vàng phụ cận cũng hội tụ lại gần quang âm thủy tích, nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Linh quang màu vàng mặt ngoài quang âm thủy tích lập tức đại thịnh, hơn nữa chuyển động quay tròn. Thiên địa linh khí phụ cận đột nhiên cuồn cuộn lên, trong phạm vi mấy ngàn dặm xuất hiện vô số ngũ sắc linh quang, sau đó nhanh chóng hội tụ đến, dung nhập vào trong quang âm thủy tích. Hai tay Hàn Lập không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim quang chui vào trong quang âm tịnh bình. Quang âm thủy tích tản mát ra kim quang càng ngày càng sáng, dần dần ngưng tụ thành trạng thái rắn, nhập lại rồi lại chậm rãi kéo dài ra hai đầu. Trong nháy mắt đã qua ba ngày, lúc này quang âm thủy tích trong bình đã biến mất vô tung, hóa thành sợi tinh ti màu vàng dài cỡ ngón tay, lực lượng thời gian pháp tắc mãnh liệt từ trên tinh ti màu vàng tán phát ra tuy cũng là thời gian pháp tắc nhưng lại khác biệt với thời gian pháp tắc trên chân ngôn bảo luân của hàn lập bây giờ hơn phân nửa thân thể hàn lập đã biến thành màu đen huyết quang trong mắt lập lòe nhưng vẫn còn lưu lại một tia thanh minh cũng đã đến thời điểm nguy hiểm nhất trong mắt của hắn lóe lên vẻ vui mừng lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một cái mặt ngoài tinh ti màu vàng lóe lên hào quang từ trong bình bắn ra sau đó lóe lên chui vào ngực hàn lập ầm ầm trên thân hàn lập bỗng nhiên bộc phát ra mảng lớn linh quang màu vàng từng quầng sáng màu vàng hiển hiện ra không ngừng khuếch tán ra chung quanh giữa kim quang nhộn nhạo từng cỗ lực lượng thời gian pháp tắc hư không phụ cận đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ dường như cách một tầng hơi nước thân ảnh hàn lập cũng trở nên mơ hồ không rõ bây giờ pháp trận màu đen cũng bỗng nhiên ngừng vận chuyển ma quang dương đôi mắt đứng lên nhìn hàn lập bị kim quang bao phủ trong mắt hiện lên một tia hôi quang khí tức trên thân gã lúc này so với trước mơ hồ cường đại hơn một chút kim quang chợt hiện trọn vẹn một khắc đồng hồ sau đó nhanh chóng trở nên mỏng manh cuối cùng triệt để biến mất lộ ra thân ảnh hàn lập vết đen lốm đốm trên thân hắn thình lình đã biến mất vô tung hồng mang trong mắt cũng không thấy bóng dáng thân thể khôi phục bộ dạng bình thường thân thể vừa mới bị sát khí xâm nhập gần như tan vỡ bộ dạng giống như chỉ là mộng ảo hàn đạo hữu chúc mừng ma quang thấy bộ dạng hàn lập bây giờ chậm rãi nói ra ngộ biến tòng quyền mà thôi lần này đa tạ ma quang đạo hữu tương trợ hàn lập liếc nhìn ma quang cười nhạt nói một chút việc nhỏ mà thôi hàn đạo hữu khách khí ma quang lắc đầu nói ra hàn lập thu hồi ánh mắt trên thân ma quang hít một hơi thật sâu cảm nhận tình huống trong cơ thể mình thần sắc trên mặt không biến trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng tinh thi màu vàng kia đúng là thời gian chi tơ do quang âm tịnh bình ngưng tụ ra có hiệu quả trì hoãn thiên nhân ngũ suy làm sát suy tạm thời bị trì hoãn đây là lần đầu hắn vận dụng thời gian chi tơ vật ấy có thể trì hoãn sát suy bao lâu hắn không cách nào nắm giữ nhưng nhờ cảm giác mấy trăm năm cũng không đáng ngại đấy hàn lập điều chỉnh tâm tình một chút sau đó tay áo vung lên những trận kỳ màu đen trong sơn động còn có pháp khí cấm chế bố trí chung quanh đều bay vụt trở về chui vào trong tay áo hắn làm xong những thứ này thân hình hắn hóa thành một đảo ánh sáng màu xanh không bao lâu đã đi tới sơn cốc chỗ giải đạo nhân cùng tỷ hưu mà quang cũng theo sát phía sau chủ nhân, ngươi, ngươi không có việc gì chứ. Tì hưu canh giữ trước phi xa nhìn thấy Hàn Lập, vui vẻ ra mặt chạy ra đón chào, thấy thần sắc Hàn Lập khác thường, miệng vừa mở ra liền cứng rắn nuốt xuống. Cách đó không xa, giải đạo nhân cũng đứng lên, chỉ chắp tay với Hàn Lập, không nói gì. Không sao, Hàn Lập gật đầu nhẹ với giải đạo nhân, vỗ vỗ đầu tiểu bạch, mỉm cười nói ra. Hắn lập tức rời ánh mắt nhìn vào đám mây màu trắng, hỏi kim đồng một mực không có dấu hiệu thức tỉnh trong hai năm qua không có bất cứ động tính gì, chủ nhân, lão đại nàng không sao chứ. Tì hưu lắc đầu nói, không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Hàn lập nói như thế, vậy là tốt rồi, chủ nhân, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi nơi nào. Tì hưu thở nhẹ ra, lại hỏi, chương 602, đi ra ngoài một chút, chúng ta lưu lại đây cũng lâu rồi, giải huynh cứ đi tiếp đi. Hàn lập nhìn xung quanh rồi nói với giải đạo nhân, giải đạo nhân liền lặng lẽ gật đầu, thân hình thoáng một cái đã xuất hiện trên bích ngọc phi xa, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hàn lập khoanh chân ngồi chính giữa phi xa, nhắm mắt cảm ứng tình hình trong cơ thể mình. Tuy là sát suy trong cơ thể bị quang âm tinh ti ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc trì hoãn lại, nhưng sát khí trong cơ thể hắn cũng không biến mất nửa phần, hơn nữa những tiên khiếu bình thường cũng đã có ba cái bị sát xâm nhập. Hàn lập thấy vậy trong lòng có chút trầm xuống, lập tức nhớ ra gì đó, mở ra hai mắt, bấm tay chỉ về phía trước. Trước người hắn lóe lên thủy quang, hiện ra tấm thủy kính soi rõ thân hình hắn trong thủy kính ánh mắt hàn lập thỉnh thoảng hiện lên từng đạo hôi mang hai con mắt trở thành một màu xám mơ hồ dường như thời gian càng trôi qua thì đôi mắt hóa thành màu xám cho càng nhiều hơn so với trước hàn lập phất tay thu lại thủy kính trên mặt hiện ra vẻ do dự theo tình huống trước mặt bắc hàn tiên vực nằm trong chân tiên giới có vẻ là một tiên vực hẻo lánh tu sĩ thái ất cảnh gần như không có mặc dù hắn cũng để ý đến tin tức về thiên nhân ngũ suy nhưng lại không thu được tin tức nào có ích cả hơn nữa tình hình của hắn bây giờ lại có chút khác biệt với đệ ngũ suy bình thường xem ra chỉ có thể tiến vào hắc sơn tiên vực rồi nghĩ biện pháp nhưng ngay lúc đó hàn lập lại nghĩ tới cái gì xoay chuyển bàn tay lấy ra mặt nạ long ngũ năm đó giao tam đưa mình rồi mang lên mặt